mẹ tôi năm dài khổ cực vì con gót son chất đầy đường khuya gió sương. Thời gian tóc mẹ đêm sương giáng khô, tâm lòng của mẹ sánh tựa bằng tình mẹ chỉ tha đồng trong con lời ru muôn thuở ngủ đi con hãy ngủ cho ngon để mai sau nên người ngoan mắt mẹ thăm quần tháng năm cơ mà lòng son mãi không phai mờ. Má mày trở lại nghề cũ hồi nào vậy Tâm? Cậu nói gì con không hiểu à? Vậy chứ không phải nó đang chấm bài sao? Cậu ơi, má ngồi tính sổ chi xài hàng tháng mà cậu. Vậy hả? Thấy nó chăm chú quá tao tưởng. Cậu, bữa nay về trễ quá ha cậu ha. 1-2 giờ trưa rồi đó. Bữa nay cuối tháng, phải gõ cửa từng nhà xin tiền đổ rác. Vậy mà con tưởng... Tưởng gì? Thằng Đức đi từ sáng mất tiêu, không thấy về nữa. Rồi sao? Mày tưởng gì? Con tưởng là hai người rủ nhau đi một bè. Rủ đi đâu mà mày lại nói đi một bè với nhau? Cậu vẫn không bỏ bạc bài, con thấy cậu hàng ngày. Mày đừng nói lớn, má mày rủ bây giờ. Cậu còn dẫn lối cho thằng Đức nó theo. Gieo tiếng ác cho người, bị trời đánh nghe con. Thằng Đức cũng mang cái bệnh di truyền. Nó di truyền do máu ba mày, chớ phải đâu tao vẫn dắt nó bạc bài đâu con. Tao đã hư tao biết tao cùi. Vậy mà cậu không lùi, rượu chè bê bết đi đứng chẳng bình thường. Như thuyền gặp sóng cậu lững lờ lắc lư. Tao tủi thân mình, chán cái lời của tao. Từng tuổi này đây chẳng kiếm được miếng tình. Chẳng kiếm được miếng tình để cậu dắt dài chứ gì? Còn hỏi. Con thấy mấy ông nhậu hả, cha nào cũng một sách bài vở như cậu hả? Làm gì bữa nay mày lên án tao với ba mày dữ vậy Tâm? Tại thấy má con đi làm trong nhà hàng, con chịu không có nổi. Cái gì? Mày có lộn không? Đi làm nhà hàng là cỡ mày không à? Cỡ má mày sao có cửa? Mày giỡn mặt với tao hả? Cậu, má con đâu có làm tiếp viên mà có cửa hay là không có. Nó không làm tiếp viên chứ làm gì hết trọng. Má con phụ bếp ở trong nhà hàng á. Bởi vậy mới nói cậu có quan tâm gì tới đâu mà cậu biết. Nó phụ bếp trong nhà hàng. Anh đi nhậu từ mờ sáng tới giờ mới về. Chưa mệt thế sao mà còn ở đó nhiều chuyện vậy? Con người chơi bộ trâu hay sao mà không biết mệt? Mệt làm sao không chịu vô tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ đi. Cô chưa trả lời cho tôi thông suốt cái chuyện cô đi làm nhà hàng à. Thôi nha, anh đó nha, tối ngày cứ đi nhậu nhẹt hoài ha, về sai xưa, nói này nói nọ. Đừng có ý là đưa vợ chồng con cái tôi lên đây á, có công với tôi rồi á, ở đó kể lễ rồi nha. Tại nóng ruột cô vậy thôi, chứ ai kể lễ gì đâu. Nè, đưa cô mớ phụ hành tiêu tỏi ớt.
Thôi khỏi đi, để tiền đó nhậu. Mắc công á, rồi bữa nào hết tiền á rồi xin tôi. Vậy cái rồi giận hả? Mày cắt tiền đi Tâm, để tao bỏ túi cũng hết, khi hữu sự cũng cần lắm á. Má, bộ mới giận cậu hai hả? Con cất giúp cậu con đi, khi nào cần á thì đưa cho ổng. Má còn xoay sở được, lấy tiền của cậu có làm chi. Ủa, sao mà giờ này không thấy ba con với thằng Đức vậy? Ba thì đi lu bù à, lúc nào ba về thì biết là có ba ở nhà. Má, thằng Đức nó bỏ học rồi đó. Hồi nào? Nhà trường gửi giấy về mấy bữa rồi. Vậy sao con không cho má hay liền? Thì nó không muốn học nữa thì ép nó làm chi hả má? Con cái bây giờ là vậy đó sao? Không cần đến mẹ cha nữa phải không Tâm? Má, vì vậy nên con mới đòi nghỉ học như vừa rồi phải không? Thiệt má rối dạ lo buồn biết bao. Má ơi xin má đừng buồn, con muốn chen chân ra chốn trường đời, vì không cam tâm để má gánh nhiều lao nhọc. Việc gánh gồng là bổn phận má mang, miễn các con ngoan hiền hiếu thuận, biết vâng lời là má trọn vui. Nay em con sự học dở dang, lên lớp 12 rồi mà nó qua không nổi. Má thiệt là buồn, đau đớn lắm tâm mà. Má, số phận phải sao thì cam chịu vậy. Má đừng quá lo mà lao tâm sanh bình. Nếu con bỏ học thì má càng nát nghi ruột. Thằng Đức lỡ rồi thì má ráng chịu đau. Con đừng hủy hoại một đời tương lai. Má ơi con lỡ dại nói ra lời làm má đớn đau, con có tội với má nhiều. Còn 2 năm nữa là con ra trường, đến chừng đó đó là một cô bác sĩ, con trả hiếu cho má cũng đâu có muộn. Thôi con coi nhà má đi làm. Dạ. Nè, má gửi cho thằng Đức tiền cho nó xài, biểu nó ở nhà, tối má về má nói chuyện với nó. Má, nó hư mà má còn cho tiền nó nữa. Con giận em con làm gì, nó lỡ rồi mà. Không cho nó tiền á, nó không có tiền nó xài, rồi nó đi làm bậy, cái đó còn chết nữa đó. Con à, con quan tâm em giùm má nha con. Dạ. Bà đi đâu vậy bà Thiện? Tôi đi làm. À, bà phát tiền cử cho tôi chưa mà bà đi? Phát lương cho tôi đi chứ bà Thiện. Tối hôm qua tôi đưa cho ông rồi mà. Hôm qua là hôm qua, còn hôm nay thì bà phát đi. Bộ đợi đúng cử mới phát hay sao? Hả? À, bà nói đi. Sáng giờ hết rồi sao? Nhiều quá. Một đồng của bà bổ bằng cái bánh xe bò hả bà Thiện? Hả? Ông làm ơn giùm đi ông Hào ơi. Ông không chịu đi làm ăn thì ở nhà giùm tôi, dòm ngó mấy đứa con để cho tôi đi làm. Thằng Đức nó bỏ học mấy ngày rồi mà ông có biết hay là không chứ? Học nhiều để làm gì bà, mà học ít thì cũng vậy, có khác gì đâu nè. Bà là cô giáo mà ngày giờ đây bà đi làm mướn thì sao? Còn tôi ngày xưa cũng có học chứ, còn là một nhà văn viết tiểu thuyết có tầm cao. Mà ngày giờ này tôi giống như mà. Vậy tôi hỏi bà, xã hội có bất công hay không? Tại ông quán số phận, sao có thân ông lận đận, nên ông bê tha quăng đời ông xuống tận, xuống tận cùng địa ngục. Địa ngục? Vậy còn bà, sao đã từng là cô giáo mà bây giờ bà lại lại ra thân là kẻ đi làm công làm mướn chứ gì? Ờ,
Tại sao vậy? Hả? Nói đi. Tại tôi vì chồng, vì con. Đổ thừa nữa. Nghe riết mà tôi tỉnh không nổi. Bà Thiện ơi, đừng có đổ thừa được không? Không phải đổ thừa, mà đó là bổn phận. Bổn phận của một người phụ nữ vô phước. Trời bắt tôi phải có một người chồng hữu tài mà lại vô dụng. Chửi nữa, chửi nữa, chửi hoài. Tôi biết tôi ra trúng đài rồi. Mà tôi có tài. Tôi có tài mà vô lực. Vô lực chứ không phải là vô dụng nha bà Thiện. Vô lực á. Vì vậy nên từ là một cô giáo trẻ trường làng, tôi lại trở thành vợ của một nhà văn. Buông cây thước rời diễn phấn, tôi lại bắt đầu làm mẹ. Tập hát ồ ơ để ru cho con tôi say trọn giấc mơ hồng. Ngày bước chân lên xe qua, tôi sung sướng ngập lòng. Tôi tưởng con đường mình đi có rắc hoa trải thảm, chứ có ngờ đâu tôi dẫm lên gai sỏi cho đau nhức gót chân. Nhưng tôi vẫn cắn răng âm thầm cam chịu, bởi con đường này tôi đã chọn cho tôi. Nên bây giờ tôi chỉ sống cho con, chứ cuộc đời tôi nghĩa chẳng còn gì. Ý của bà nãy giờ là muốn nói thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai phải không? Bà muốn nói vào tay các bậc vương tôn công tử của thời đó, nhưng mà hỏng về nó lại rơi vào tay tôi, rơi vào tay một kẻ cùng đinh mạc vẫn phải không? Đó là cách nghĩ của riêng ông, chứ còn tôi thì trời bắt tôi thế nào là tôi cam lòng thế ấy. Bà cam lòng mà bà than thở, bà cam lòng mà bà để cho chồng bà thiếu trước hụt sau. Bà cam lòng mà tôi phải vất vơ vất vưởng, bà cam lòng mà để chồng hiu quạnh vậy sao? Bà để cho tôi tìm vui với men rượu, để nó tàn phá tim gan tỳ phế thần của chồng. Bà cầm tiền phát cho tôi thì bà hãnh diện, còn tôi nhận tiền của bà thì tôi không biết đớn đau sao. Cái đớn đau của người đàn ông vô dụng, cái đau đớn của một thằng chồng bị vợ ghẻ khinh. Tôi chưa có rẻ khinh ông mà nghe. Chưa. Thì tương lai sẽ có, đúng không? Đúng không? Ông đừng có kiếm chuyện, tôi còn nuôi con. Trăm thứ chỉ một mình tôi hà. Rồi bà chịu hết nổi phải không? Vậy bà bỏ tôi đi, thiếu gì kẻ cho bà trao thân gửi phận họ hơn tôi nhiều. Nói chuyện vậy mà nghe được à? Già hết rồi mà còn ghen. Ghen chứ. Còn ăn cơm thì còn ghen chứ. Chừng nào ăn cháo thì mới hết ghen. Bà làm nhà hàng ngon rồi, tôi biết bà ngon lắm. Nữa, nói bậy không à? Không sợ con cái em út nó cười? Cười gì? Cái gì cười? Con Tâm thằng Đức nó dám cười cha nó hả? Còn khuya. Còn cha Hai Lương hả? Tôi thách cha đó. Cha làm gì hơn tôi mà dám cười em rể cha? Thứ đàn ông chết duyên, già đời mà chưa biết cái gì là ai biểu làm phách, không chịu bái tôi làm sư phụ, tôi sẽ chỉ cho vài chiêu lả lướt. Tâm, Hoài Tâm. Ủa, anh Hiếu, anh tìm Mẫn Hoa hả? Xe Mẫn Hoa hư bỏ sữa nên điện anh đến đón á. Ủa, xe em bị xẹp bánh hả? Dạ, sao kỳ quá à, hồi sáng em bơm cứng lắm á, vậy mà giờ ra về lại xẹp lép à. Kìa, đằng ngã tư có giá xe kìa, em bỏ giá đi. Thôi khỏi, em dắt bộ về. Dắt bộ nữa hả? Em giỏi thiệt á,
nhà xa vậy mà hễ xe xẹp bánh là em dắt bộ về nhà hả? Biết làm sao bây giờ, ai biểu mình nghèo. Em dắt về cho anh Út ảnh giá. Rồi cũng phải trả tiền thôi. Anh Út là chỗ quen, ảnh giá đàng hoàng lắm, với lại giúp ảnh nuôi vợ con. À, thì ra là em chịu cực là để giúp đỡ người ta phải không? Có gì đâu anh, cũng có lợi cho mình nữa mà. Chịu cực chắc bộ mà có lợi đôi đàn luôn. Em giỏi chịu cực nên mới có danh hiệu là sinh viên nghèo á, mà vô địch của trường luôn đó nha. Cái gì em cũng giỏi hơn hẳn mọi người hết á. Hơn thì sao, trong khi cái nghèo vẫn là cái tội cho kẻ làm người. Nè Tâm à, dạ. Em đừng mặc cảm chứ. Sự thật là vậy mà anh. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh. Sao tự nhiên cảm ơn anh? Anh có giúp gì được cho em đâu. Cảm ơn lời an ủi của anh đó. Dù anh chưa giúp gì cho em, nhưng tấm lòng anh em hiểu. Vì thời gian qua anh đã từng học chung trường, đã thể hiện chân tình cao đẹp của anh. Không phải chỉ riêng em mà với tất cả bạn bè, ngày hôm nay anh cũng vẫn y vậy, vẫn quý mến em cô gái nghèo thành thật. Dù hoàn cảnh nghèo nhưng có chất thanh cao, bạn gái cùng trang em rất được lòng. Biết em chọn học cái nghề mà thiên hạ gọi là lương y như từ mẫu, thế nên anh rất vui mừng, nên sáng đây anh có điều muốn nói. Ở chỗ làm việc của anh đang thiếu một chân y tá, em có thể đến thực tập khoa chuyên nghi môn, sau này ra trường sẽ vững vàng hơn. Anh nói thiệt hả? Thiệt chứ, em chịu không? Dạ chịu, nhưng để em xin phép má em nha. Nè, em cầm danh thiếp của anh đi, nếu bác đồng ý thì em điện cho anh nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi em về trước nha anh. Nghèo thường hay mặc cảm, tội nghiệp Hoài Tâm quá. Nghèo mà làm phách. Em nói Hoài Tâm hả? Nói nó chứ ai. Nãy giờ anh nói chuyện với nó phải không? Nó than thở chiếc xe đạp bị xẹp bánh, nên anh động lòng trắc ẩn chứ gì. Cái tánh lạc lòng của anh không chịu bỏ, anh coi chừng em mà nghe. Bạn bè cũ hỏi thăm cũng không được sao em? Em ức chế anh vừa vừa thôi chứ. Em vậy đó. Em không đồng ý anh nói chuyện với nó, sao anh không tôn trọng ý muốn của em? Em sao kỳ vậy? Anh không đồng ý thái độ kém tế nhị của em. Anh Hiếu, anh binh nó nữa hả? Anh đâu có bình mà em quá đáng. Anh muốn người anh yêu phải trong sáng à. Em là con nhà doanh nghiệp có tên, ba em giàu nhất ở Sài Gòn. Em muốn mọi người phải nể nang em, thế ai hơn thì em tức tối lắm, anh có biết không? Khi chọn người yêu á, anh đẹp trai á, em mới chịu đó. Lại học giỏi nữa nè, bác sĩ của em. Nếu yêu anh sao em không chọn cùng nghề, để chúng mình chung đường bên nhau. Đâu phải tại em muốn rẽ lối chia đường, tại ba em biểu học ngành thương mại để giúp cho ba. Vậy thì có dành trọn vẹn cho anh cái gì đâu. Sao vậy? Anh ganh tị với ba em nữa hả? Em nói cho anh biết nè, trong lòng của em ba là cao nhất, còn anh chỉ đứng thứ nhì thôi. Cũng gần giống như con số không vậy. Vậy mà lúc nào cũng nói yêu anh vô hạn, nói dốc không à. Anh hết tình em rồi đó. Rồi sao? Rồi bây giờ muốn thay lòng đổi dạ phải không? Muốn ngoảnh mặt quay lưng chứ gì. Anh nói đi,
Nói đại đi rồi em tính liền hả? Nói chơi mà. Em sao dễ giận quá à? Em cần phải ghi nhớ cái câu này nè: đức tính mềm mại và nhẫn nại là điều cần nhất ở người con gái. Em hiểu không? Không hiểu. Bây giờ hiểu chưa? Không hiểu. Bây giờ em không hiểu, nhưng từ từ rồi cũng hiểu được. Thôi, lên xe đi, anh chở về. Không cần. Lên ngồi cho anh dạy đời hả? Cần lắm chứ. Dạy vợ thì dạy thuở ban sơ mới về mà cưng. Lên xe đi. Nói không có lên mà. Lên đi. Taxi. Anh về một mình đi nha. Goodbye. Trời ơi, chịu không nổi mấy cô nàng bướng bỉnh à. Con chào ba. Chào con. Hôm nay sao dậy trễ vậy con? Chủ nhật mà ba. Điểm tâm của tôi đâu dì Thiện? Dạ, có liền nè cô hai. Đói bụng muốn chết à? Con thức khuya lắm sao mà đói dữ vậy con? Dạ, điểm tâm của cô. Tôi không uống sữa đâu. Ủa, thường ngày con uống sữa mà. Bữa nay con không uống bà. Vậy cô hai uống gì? Tôi làm liền cho cô hai. Cà phê sữa. Lẹ đi. Dạ. Dì Thiện à, xì dầu đâu? Dạ đây. Ý, có rồi. Tôi đãng trí quá, xin lỗi cô hai. Chị có lỗi gì chứ? Thường ngày Mẫn Hoa dùng muối tiêu, chỉ có tôi ăn xì dầu thôi. Mẫn Hoa, bữa nay con sao vậy hả? Con có sao đâu ba. Tại muốn đổi khẩu vị cho giống ba thôi. Đổi khẩu vị thì phải thông báo trước chứ con. Rồi ly cà phê sữa của tôi đâu vậy? Ý, à, xin lỗi cô hai, tôi xuống tôi làm liền. Ba coi bả đó, hồn vía của bả để đâu á? Có ly cà phê sữa mà nãy giờ cũng chưa xong nữa. Kỳ cục. Bà thấy con mới kỳ đó. Con quay gì ba như là quay chong chóng vậy đó. Thái độ của con như vậy á là ba không đồng ý. Với lúc nãy ba nghe con gọi dì ba đó là dì Thiện phải không? Thì ba tên Thiện, con gọi là dì Thiện. Cái gì bà? Nãy giờ con gọi dì ba là bà hai lần rồi đó. Bà, sao bà khó quá vậy? Cái gì ba cũng rầy con được à? Dạ, cà phê của cô. Để đó đi. Còn ly sữa gì đem xuống bếp. Uống cũng được, không uống thì đổ bỏ. Dạ. Bà thấy con đối nhân xử thế kém cỏi quá, khiến cho bà thất vọng vì con đó con à. Ba, con có làm gì đâu mà ba tỏ vẻ không hài lòng vậy ba? Ba muốn con đừng coi thường ý kiến nào khác với ý kiến của mình. Như vậy đó, con mới có thể sửa sai được. Con thấy từ lúc má mất đến nay, ba đối xử với con khác hẳn à. Má con mất bao lâu rồi? 6 tháng rồi. Từ nhỏ tới lớn, con được má con quản giáo. Ba thì bận chuyện làm ăn nên đâu có lưu tâm để ý. Vì vậy cho nên ba đâu có là rầy. Nay má con qua đời, ba phải có trách nhiệm với con, nên con mới thấy ba khác hẳn đó tới giờ. Ngày xưa trong ngoài má của con lo liệu, nay má mất đi ba mướn người lạ về. Họ không hiểu ý con cho nên con phải bực mình thôi. Ba lại coi trọng người ngoài mà lại trách phiền con. Trước gì ba đã có người đến giúp việc, con đối xử làm sao chưa 1 tháng họ nghỉ rồi. Ba phải đăng tin ở trên báo cần người, vì ba đọc tin liền đến nhận việc ngay. Thì tại vì già nên tìm chỗ làm hơi khó, mới làm ở đây cho tới bây giờ. Chứ làm sao mà dĩ bì được với má con á ba. Mà ba biểu con tôn trọng dĩ như người nhà, hễ con nói ra thì ba cho rằng con khó chịu. Sao không nhớ câu kinh lão đắp tràng, con thấy ba trọng dì Thiện ba quý hơn vàng vậy đó. Vì vậy nên bây giờ con như cục đá ngoài hiên. Con nó nghe thiệt quá là nó ngang nó ngược à. Bởi vậy người ta nói con hư là tại mẹ đó.
Má con ngày xưa cưng chiều qua đáng, nên ngày giờ này tập cũ của con vẫn quen. Dám chỉ trích ba ăn nói chẳng lựa lời, ai biểu ba bên người ngoài ba bỏ rơi con. Con biết là ba hết thương con rồi, ba chỉ chờ ngày để tống cổ con đi. Ừ, phải đó, ba chờ ngày con ra trường rồi ba kêu cái thằng Hiếu đó, nó sọ mũi dắt con đi đó. Ba này, ba làm như con là trâu vậy. Không dám cho ảnh sọ mũi đâu. Con sọ mũi ảnh con dắt về đây cho ba coi nè. Con nhất định hả, con không có rời khỏi nhà này đâu. Một đứa ba chịu còn không nổi, chà hai đứa mà ở đây. Thôi, thôi để ba giao luôn cái nhà này cho con. Ba. Chào em. Chào bác sĩ. Khách sáo với anh chi vậy? Đó là lễ độ của y tá với bác sĩ đó mà. Dạ đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà bác sĩ theo dõi. Hôm rày em thấy quen với công việc chưa? Dạ quen rồi, cũng nhờ có anh hướng dẫn. Em cảm ơn anh. Hễ gặp là cảm ơn. Anh nghe riết rồi muốn làm mệt đây nè. Em làm ơn cất kỹ giùm cái tiếng cảm ơn cho anh nhờ có được không? Anh ra lệnh thì em không dám cãi. Vậy là em ngoan lắm. Em thật đáng khen, thông minh hiểu ý của anh. Vì anh là người ơn của em, nếu chọc anh giận thì anh cho nghỉ việc, rồi anh sẽ mất một nhân tài đang miệt mài học nghề. Thôi em không làm phiền anh nữa, em đi thăm bệnh nhân. À, hình như trưa nay anh có ca mổ đột xuất, vì bác sĩ Tùng đã xin nghỉ phép. Vậy à, cảm ơn em nhắc nhở, để anh chuẩn bị. Bổn phận của em mà. Dạ chào bác sĩ. Lát gặp tại phòng mổ nha. Anh Hiếu. Mẫn Hoa, em chịu đến rồi hả? Nhớ thấy mồ luôn à. Nhớ thiệt không? Hay vừa làm chuyện mờ ám nên thấy em rồi hối hận mới vội vàng hối lộ? Mẫn Hoa, hai đứa mình có phải xung khắc không em? Mà hễ mỗi lần gặp nhau là em gây em mới chịu à. Phải vậy không? Có phải tại mình xung khắc không? Chứ còn gì nữa. Em bỏ anh một tuần lễ rồi. Anh nói cái gì? Ai bỏ ai? Thì em bỏ anh, để cho anh tái lạnh bờ môi thiếu hơi thở của nàng. Giáng hơi anh mùa xuân, em chớ hững hờ cho phí thời gian gặp gỡ. Anh chất ngất men nhiều, đang đợi chờ một nụ hôn. Không dám đâu. Lộc lừa đầu môi cho những ai có môi đổi thay. Lòng dạ người ta biết lấy gì để đo. Cây thước thời gian để cho ta đo, đo tấm lòng si tình chung thủy. Quý mỹ thương tình có phải dành cho bác sĩ không? Nè, bác sĩ cũng có trái tim, trái tim máu đỏ bình thường. Không phải lạnh diện nhân mà lạnh lùng sắc đá. Thôi đi, em chẳng có tin gì anh lừa dối em. Anh phải nói cho rõ người nào. Họ mới vừa nói chuyện với anh ở ngoài kia. Em vừa đến thì vội bỏ đi ngay.
À, họ là y tá của anh mà. Nhưng mà họ là ai? Anh phải nói cho rõ ràng chứ. Là bạn cùng chung trường. Chung trường? Chung trường nhưng mà là bạn ai? Thì bạn của hai đứa. Không dám đâu, không dám bạn của em đâu. Anh đừng có bao giờ nói Hoài Tâm là bạn của em nữa nha. Ủa, em nhận ra Hoài Tâm rồi sao mà còn hỏi? Thì em thử coi anh có thành thật với em không. Chứ dù nó có quá thành tro hả, em cũng nhận ra nó nữa. Mẫn Hoa à, tại sao em lại oán hận Hoài Tâm như vậy? Phải, em oán hận nó tận xương tận tủy kìa. Lúc nào trong thâm tâm em cũng nghĩ nó là cái gái trong mắt em. Đừng vậy mà Mẫn Hoa. Anh Hiếu, anh có biết không, em có cảm giác như chính nó đã cướp đi của em cái gì thân yêu cao quý. Rồi nó cứ nhỡn nhơ trêu chọc, nó còn dám cả gan len lỏi vào đây để kề cận người em yêu suốt cả đêm ngày. Nó là hạng người mặt vàng mày dài. Còn anh, nếu như anh không có gì với nó thì tại sao nó lại hiện diện ở bên anh? Anh nói yêu em, tại sao anh cứ làm phật ý em? Anh trả lời đi, tại sao anh lại yên lặng chứ? Nếu muốn tình ta vuông tròn vẹn vẻ thì con nhỏ Hoài Tâm phải rời hẳn nơi này. Anh nhìn em nè, anh nhìn lên để làm gì? Nhìn lên để nuốt đau thương vì không nỡ đuổi nó phải không? Em biết mà. Em đừng làm cho anh phải cố tâm với điều em nói ra. Hoài Tâm đáng thương hơn nhiều, sao em nỡ giận oán hờn cay đắng? Vì tình người với nhau nên sớm chia cánh đời khổ đau. Hãy xóa bỏ trong em hiểu lầm từ trước để cùng Hoài Tâm thêm bạn bất thù. Gớp gió mười phương thổi sạch đám mây mù, nên xích lại gần nhau cho đời nở hoa tươi tắm. Gieo ác cảm làm gì cho màu tím buồn dây phủ hồn ta. Thuở cùng chúng trường em và Hoài Tâm, tình cảm của anh đối với hai người không hơn không kém. Nhưng nay em là bạn trăm năm anh đã chọn, còn Hoài Tâm anh xem như là em gái thuở nào. Em không tin, anh đừng có gạt em. Nếu muốn em tin á thì anh... Em đòi hỏi cái điều mà anh khó thể chịu em được. Em suy nghĩ lại đi với những lời anh vừa nói. Em không có gì phải suy nghĩ cả. Anh vừa hiểu em mà anh Hiếu. Một khi em đã muốn thì khó ai lay chuyển được em, kể cả ba của em nữa. Vậy thì anh đâu có gì để nói với em. Còn chứ, anh phải nói với em một lần chót chứ. Nói cái gì? Anh hãy nói đi, anh chọn em hay là anh chọn nhỏ Tâm? Đừng làm khó anh mà. Anh yêu em nhất mà Mẫn Hoa. Yêu em nhất mà sợ em làm khó, không trung thực với lời nói. Anh yêu nhưng không chịu, mà nhất là chịu một cái việc vô lý. Em vô lý, vậy thì anh hữu lý. Hữu lý cho cái việc anh vẫn giữ Hoài Tâm ở bên cạnh anh. Được thôi, mình không còn gì để nói. Mẫn Hoa, anh đã có cái ý đặt Hoài Tâm vào vị trí này từ lâu rồi, vậy mà em vẫn ngu ngơ, em không hề hay biết. Em vẫn đặt tình yêu ở lứa tuổi ô mai. Em thật là ngây thơ, ngây thơ để làm trò cười cho thiên hạ. Mày đáng chưa? Mày đáng tội ngu của mày chưa Mẫn Hoa?
mày tin người ta chung tình với mày đi. Nhưng nay thì đã chán chường trước mắt rồi đó. Mày thấy chưa? Mày mở to đôi mắt ra mà nhìn đi. Mẫn Hoa, trời ơi, Mẫn Hoa ơi là Mẫn Hoa. Đi đâu vậy? Con vô đây. Ai chỉ cho con chỗ má làm vậy? Dạ không có ai chỉ cho con. Con đi theo má. Con theo má từ nhà ra chợ. Dạ. Rồi theo đến đây hả? Dạ. Má, con xin lỗi má. Nín đi con. Má hỏi chứ má đâu có rầy con. Mà con theo má để làm chi? Má đi ở mướn cho người ta, sao má giấu con? Má, má không có làm trong nhà hàng, sao má không nói thật để cho ba hiểu lầm má? Rồi hờn trách ghen tuông. Ba nặng lời với má ngày nay, con đau lòng lắm khi má bị ngờ quáng, nên bữa nay con lén theo cho biết chỗ má làm. Tâm ơi, má không muốn người thân xót già, không muốn tuổi thơ phải sao lãng gì học hành. Vì vậy mà má đành phải giấu che. Sợ các con phải khổ tâm khi má đem thân đi ở mướn cho người. Má, má ơi, dù cho má có ra sao chúng con vẫn yêu kính má. Tại sao con phải sợ tiếng dèm phá mà quên đi hai chữ sanh thành? Công má tạo ra con phụ sao đành. Mà con buồn là má đã cho con gần hết cuộc đời của má. Thân xa theo tàn vì giấc cạn máu tiên. Vì con đã 23 tuổi rồi, còn để má nặng má. Không biết sang sẻ với má để gánh gồng cuộc sống. Rồi ngày nay biết má ra thân đi ở mướn, lòng thấy đau khi rõ ràng con bất hiếu. Khờ quá, ai nói là con bất hiếu? Con ráng 2 năm nữa đi rồi mặc sức mà trả hiếu. Chứ nếu bây giờ con cãi lời má, con làm cho má thất vọng, má buồn đau, thì đó mới là bất hiếu. Con hiểu không Tâm? Lời má dạy con tôn trọng như vàng như ngọc, thì con đâu dám làm sai ý nguyện má mong chờ. Con biết tình mẹ lúc nào cũng bao la vô bến vô bờ, nên con trông cho mau ngày
lại, con bước ra đường đời cho má nhẹ lo. Con bước ra đường đời má vẫn phải lo, vì đó là thiên chức xưa nay của người làm mẹ. Sợ con vấp ngã giữa đường đời, gai gốc gai nhọn sẽ làm đau bước chân con. Sao làm thân đàn bà khổ quá vậy má? Biết sao được giờ con. Đã sanh ra phận nữ nhi thì thường phải gánh thị phi vào lòng. Bởi vậy dù ba con có cay đắng cỡ nào má cũng chịu được. Má ơi, ba con tỉnh thì thôi, mà hễ sai thì cứ đem chuyện má đi làm nhà hàng ra dằn vặt má hoài à. Làm cậu hai giận ba con, không có thèm ăn cơm nhà, tối dằn dỗng ngoài sân ngủ á. Vì vậy nên con mới theo rình má, để coi có đúng như lời ba con nói không chứ gì. Má đừng có nghi con đứng về phía ba nha. Con làm vậy là cũng vì má đó. Con muốn... muốn giải oan cho má phải không? Bây giờ thì con yên tâm chưa? Dạ yên tâm rồi. Thôi con về đi, má vô nấu cơm, trưa rồi. Dạ con về nghe má. Sao về sớm vậy? Ủa, nhà này là nhà của tôi. Con biết cô hai hả Tâm? Chúng tôi học chung một trường mà. Vậy con ở đây nói chuyện với cô hai, khi nào về xin phép đàng hoàng nghe Tâm. Thưa cô hai tôi vô. Sao khó chịu lắm hả? Người làm mà không có lễ độ với chủ thì khó giữ việc làm lắm. Chào chị. Sao lại về? Chuyện của chúng mình còn chưa nói rõ mà. Chị muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng cô và Hiếu là hai kẻ đáng khinh. Chị vừa nói ai? Là hai kẻ đê hèn đáng khinh. Tôi nói anh Hiếu và Tâm. Chị đừng có nói càng. Nếu chị có hiểu lầm mắng tôi thì cũng đúng. Vì tôi nghèo nên dễ bị cha đáp rẻ khinh. Nhưng xin chị đừng xúc phạm đến người tôi đã thọ ơn. Chiếm đoạt duyên tình mà còn ngụy tạo sự nghĩa ân. Hai người qua mặt tôi lén lút với nhau. Nhưng hôm nay sự thật đã phơi bày. Anh Hiếu thừa nhận rồi, để giữ lại Tâm. Chị nói Tâm. Má, tại sao, tại sao con lại làm chuyện xấu xa tồi tệ như vậy chứ? Má, má ơi, con không có. Con không có mà má. Tâm, Tâm ơi, lần đầu tiên má đánh con một bạt tay. Không ngờ con là bạn học chung trường mà đi chiếm đoạt tình duyên. Má, má hãy tin con để cho con nói ra điều oan ức của mình. Má ơi, con không bao giờ làm chuyện trái lương tâm. Má, người ta ý thế sang giàu, rồi họ phủ đầu chà đạp lên con. Vì dạy con khéo quá ha, vừa ăn cướp rồi còn vừa đánh trống la làng nữa. Cô im đi. Má, má đừng có nghe lời người ta thiêu dệt. Con về, con về đi. Chờ má về má nói chuyện với con. Má, má ơi. Má biểu con về. Má ơi con. Con không được nói gì hết. Con đi về. Cô hai, tôi xin lỗi cô. Gì à? Dì không có cần xin lỗi tôi đâu. Mà dì nên về dì dạy lại con gái của dì đi. Dạy con đừng bao giờ phỏng tay trên của người khác lần thứ hai. Nếu tiếp tục quá thì họ sẽ không tha cho cái thứ bỉ ổi vô sĩ như con gái của dì đâu. Dạ tôi biết. Và nên nhớ,
Nghèo thì phải cho sạch, còn rách thì phải cho thơm. Chứ đã nghèo đã rách mà còn hôi thối nữa thì khó mà ở gần với con người lắm nha. Dạ, dạ tôi hiểu. Làm cha mẹ thì đừng đeo mắt kính có màu mà nhìn con cái. Dì nhớ đó. Tâm ơi, con giết má rồi. Thằng quỷ nhỏ, giật mình. Gì giật mình? Kiếm mày gần chết luôn vậy đó. Kiếm tôi làm chi? Vậy chứ không phải hôm trước mày hỏi tao có gì làm chỉ cho mày hay sao? Ờ, phải đó. Sao, bộ có việc làm hả anh Tấn? Tối nay có chuyện làm ngon lắm. Mày mà vô được cái vố này đó, đó, mày trúng mánh dữ lắm con ơi. Vậy hả? Ừ. Em không có cần nhiều tiền, cần đủ mua đồ nghề sửa xe giống anh Út ở ngoài đầu hẻm là được rồi. Yên chí, mày mà làm xong chuyến hàng này mày dư sức mua đồ nghề sửa xe, chẳng những vậy còn đem tiền về cho bà già mày nữa. Vậy đó hả? Ừ. Mà làm gì? Ở đâu? À, là bốc xếp. Tối nay á, mày chờ tao ngoài đầu đường chỗ cha Út sửa xe, tao dẫn mày tới địa điểm. Nhớ nha. Ừ. Tao đi. À, anh ra trước nhớ chờ tôi nghe. Ừ. Mình có việc làm, mình sẽ có tiền. Chị Tâm không có ép mình đi học nữa. Cái gì hẹn hò rủ ra đi chơi à? Đặng hư thân mất nết phải không? Mày liệu hồn mày đó. Mày á. Con có làm gì bậy đâu mà ba chửi con. Trả lời hả? Má mày cực khổ cho mày ăn học, tự nhiên rồi cái sanh chứng rồi bỏ học. Mày bỏ học để mày làm gì chứ hả? Không phải đi quang đàn chơi bời hả? Theo tụi nó đi, rồi có ngày mà biết thân. Ba nói có ngày biết thân là sao? Hỏi đố tao hả thằng quỷ? Hả? Không biết thì con hỏi chứ bộ. Thì có ngày hút chích, cờ bạc, rượu chè, rồi hư thân mất nết chứ sao? Con nghỉ học là gì? Con học không nổi. Ai làm gì mày không nổi? Hả? Tại con buồn. Buồn? Mày buồn à? Mày buồn ai? Ai làm cho mày buồn? Buồn ba đó. Cái gì? Ở trong nhà này nè, ba là cái cột cái, vậy mà bao nhiêu chuyện nặng nề đều đổ dồn hết cho má. Còn ba, ba cứ ăn nhậu hoài à. Ba có kể gì đến má không mà ba rầy con? Như vậy rầy mày không được hả? Mày làm biếng không muốn học là chuyện của mày, đừng mượn có chuyện ăn nhậu của tao mà khỏa lấp nghe mày. Như vậy là không anh hùng nghe mày. Chị Tâm học giỏi mà chị cũng muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ má. Con học không nổi thì thôi, để con nghỉ học thay chị đi tìm việc làm có phải đúng không? Chứ con có ham chơi đâu mà ba rầy. Thì ra là vậy. Trong nhà này ai cũng có trách nhiệm, có bổn phận. Chỉ có ba là kẻ ăn bám. Ba không ra gì đâu. Ba, con xin lỗi ba. Không, con nói đúng đó chứ. Ba đúng là một kẻ vô tích sự. Vì cái thất bại trong đời mà ba đã buông tay bỏ mặc, để chìm đắm trong men cay, để tìm quên cái đau thân phận của riêng mình. Cũng tại ba, ba hận già đau cái câu thế thái nhân tình, nên ba quên cái trách nhiệm mà lẽ ra ba phải gánh, lại để cho má con một mình cực khổ bao năm. Ba vẫn biết mình thật sự đã sai, cũng muốn sửa đổi nhưng ba làm không được. Chớ đâu phải ba là kẻ vô tâm, bỏ mặc gia đình và buông tay chèo chống. Con hiểu, làm con người mà ý chí bị sa sút thì khó khăn với chuyện đứng lên.
Nhưng nếu ba thương má, thương chị em con thì ba nên bỏ rượu. Con lớn rồi, con sẽ đi làm để thay ba mà phụ má xoay sở trong nhà. Con của ba, con mới có 18 tuổi thì đâu có thể gọi là lớn được con. Cái tuổi của con còn ăn còn học. Ba không muốn con trai thân gánh vác việc gia đình. Trí óc của con còn non, phải thận trọng giữ gìn. Đường đời có lắm chông gai cạm bẫy, lỡ xa chân vào có quay trở lại như xưa. Con lớn khôn rồi, ba đừng có bận tâm. Nay mai con tìm được chỗ làm cho má đỡ phần vất vả. Và ba bỏ rượu, gia đình sẽ vui vẻ, chị Tâm cũng yên lòng mà ăn học thành danh. Con có hiếu với cha mẹ, con nghĩa với chị, ba mừng lắm. Nhưng sao ba cứ thấy lo? Ba lo gì nữa? Cái thằng Tửng đó, ba thấy nó không có tin tưởng được. Ba yên tâm đi, ảnh quen với cậu hai, không lẽ anh hại con sao? Tối nay anh dẫn con đi làm. Làm gì? Dạ làm bốc xếp. Bốc xếp trời cực lắm con. Con làm được mà. Dạ, thưa ông chủ cần gì? Chị chuẩn bị về hả chị ba? Dạ tôi chưa về đâu. Ông chủ cần gì cứ sai biểu. Chị lại đây ngồi đi. Dạ, tôi đứng đây để nghe ông dạy. Chị ba, tôi xin đứt hai tiếng dạ thưa đó nghe chị ba. Đều là con người với nhau, lễ mễ làm chi ba cái tiếng đó hả chị ba? Chị ngồi đi. Ngồi đi. Cảm ơn ông chủ. Cái chuyện hồi sáng á, tôi biết chị buồn lắm. Ông chủ biết hết rồi à? Chị hiểu tánh tình con gái của tôi mà. Và lại cái chuyện sáng nay đôi với nó như là chuyện sắp trời. Nên khi tôi vừa về đến nhà đó, chưa kịp thở xong thì đã nghe rõ chuyện. Tôi biết con mình nó đã làm sai, phận làm mẹ tôi xin gánh chịu. Vì có câu của ông bà xưa để lại, hễ mũi dài thì lai phải mang. Có gì đâu mà chỉ bận tâm như vậy, vì tình yêu của thời đại đó thì phải cần sự lựa chọn. Tôi đâu có cổ hủ như ông bà mình thuở trước, nên chẳng thấy phiền lòng mà cái chuyện sáng nay. Hồi chiều tới giờ tôi thấy chị buồn, tôi biết chắc con tôi đó có những lời lẽ khó nghe. Phận làm cha tôi thay mặt con mình xin lỗi chị một lời, chị bỏ qua cho. Ông chú ơi đừng nói tiếng xin lỗi tôi. Tôi là người ăn kẻ ở trong nhà. Người ăn kẻ ở cũng có danh dự chứ chị. Hôn chi việc này chưa ngã ngu ra sao, phải ba mặt một lời mới biết ai đúng ai sai. Con tôi nó hồ đồ, tôi khó chịu với lương tâm. Nhưng cả nhà tôi no đủ là nhờ ơn ông. Nếu vậy một mình chỉ mà làm nuôi cả nhà, vì vậy tôi sợ cô hai phiền hà và bận lòng ông. Hoàn cảnh của chị ra sao, chị nên nói rõ đi. Chị đừng có ngại. Ông chủ, tôi sẽ giúp chị giải quyết khó khăn, cũng như chị cho tôi cơ hội tạo cái đức vậy mà. Còn Mẫn qua nhà tôi, cái hạnh của nó kém quá. Tôi muốn tích chút đức để lại cho con tôi ngày sau. Cô hai thiệt là có phước, có người cha như ông chủ, đã lo cuộc sống hiện giờ còn lo cả ngày sau cho con mình nữa. Ai làm cha mẹ cũng vậy, thì chị cũng đâu ngoại lệ. Vì nước mắt chảy xuống chứ có chảy ngược lên được đâu. Tôi xin phép hỏi chị câu này. Xin ông chủ cứ hỏi. Chẳng hay anh nhà vẫn khỏe hả chị? Dạ, ông nhà tôi vẫn bình thường. Nhưng có cái bệnh nghiện rượu
Vì vậy nên đi làm chỗ nào cũng không được lâu, cho nên tôi phải gánh luôn cái trách nhiệm của ổng. Vậy thì cái thân của chị khổ lắm đó. Còn anh nhà thì cứ phải như vậy hoài thì cũng tội cho bản thân anh. Đàn ông mà, ai là không có sĩ diện. Họ không gánh gồng được gia đình mà phải giao hết cho vợ thì đương nhiên họ phải mặc cảm, rồi tủi thân, rồi sinh biến chứng. Chẳng hạn như họ cho rằng mình là kẻ vô dụng nên bị người trong gia đình coi thường. Thậm chí có khi họ còn nghi ngờ đến cả cái xin lỗi chị nghe chị ba, chị cho tôi nói câu này. Dạ ông chủ cứ nói. Tôi sợ ảnh còn nghi ngờ cái sự tiết hạnh của chị nữa đó. Dạ lời ông chủ nói không sai. Tôi đang khổ tâm vì cái điều đó đó. Hoàn cảnh khó khăn khiến cho con người ta không thể bình yên trong cuộc sống. Tôi có một thắc mắc gì chị. Nay sẵn dịp chị cho tôi hỏi luôn nghe chị. Ông có gì thắc mắc xin ông cứ thẳng thắn, tôi không ngại đâu. Gần nửa năm nay chị đến đây giúp tôi săn sóc nhà cửa. Tôi nhìn thấy một sự đặc biệt ở chị mà chị giấu đó, phải không? Thưa ông chủ, tôi có cái gì đặc biệt mà giấu ông chứ? Chị muốn giấu mình trong cái vỏ ốc thô sơ, nhưng cái vỏ ốc kia không thể che kín được cái nét thành cao, là dáng dấp mảnh mai thanh nhã trang đài. Nên tôi đoán được ngày xưa chỉ là con nhà nề nếp gia phong. Bàn tay chị ngăn nắp thuận xuôi, như cầm viên phân viết trên bảng nhà trường. Nếu nhận xét của tôi không lầm, ngày trước chỉ là nhà giao chẳng sai. Quá tình là ông có đôi mắt tinh vi, thấu rõ tâm can hình dạng con người. Tôi không thể giấu thân phận mình nên đành thưa thật cùng ông. Võ đầu trẻ đúng là nghề trước kia, nhưng tôi chỉ dạy cho đám trẻ nghèo với chút kim tức hẹp hòi. Ở cây lớp nhỏ của làng tôi, khiêm nhượng là tính chất cao. Khi người ta đã tiếp nhận được điều nhân nghĩa lễ trí tính vào tâm hồn, thì dù cho cuộc đời có thay đổi, tánh chất vẫn giữ nguyên không hề lãi chuyển. Nên người thâu tình đạt lý sẽ nhận ra, nếu như chỉ là người thánh cao thì anh ở nhà chắc chắn tệ đâu. Nếu như ông chủ đã dành cho tôi một câu thành thật, thì tôi cũng xin đem cái thành thật mà đổi lại cùng ông. Nhà tôi ngày xưa là một nhà vắng, nhưng số phận của ông lại không được may mắn. Vì vậy mà cái khổ cái nghèo cứ bám lấy cuộc sống của vợ chồng tôi suốt 20 mấy năm trời. Số phận của tôi đành cam chịu, vì trời cao đã định sẵn rồi. Ông nhà tôi vì thua buồn thân phận, đã 20 năm chán đời chè rượu bê tha. Tôi thông cảm với chồng bởi số phận nghiệt cay, một nhà trí thức mà ngày nay thân tàn ma dài. Không khuyên giải được chồng nên tôi phải ra thân, ôm hết mọi gian truân và gánh nặng gia đình. Ngày xưa anh chị ở đâu hay vẫn sinh sống tại đất Sài Gòn? Hồi đó vợ chồng tôi ở tại cầu ngang xứ Trà Vinh. Hả? Cầu ngang xứ Trà Vinh? Chúng tôi bỏ xứ lên Sài Gòn cũng gần 20 năm rồi. Anh chị có mấy người con, mấy trai mấy gái? Dạ, được một trai một gái. Một gái một trai. Vậy là gia đình có 4 người tất cả. Thời buổi củi quế gạo châu mà chỉ một mình nuôi đến
cung miệng ăn. Tôi thấy là không thể để cho chị gánh gồng mãi được. Thôi vậy nghe chị ba, tôi sẽ tìm chỗ cho anh làm ở trong hãng xe của tôi, giúp ảnh tạm yên ổn tinh thần để khôi phục lại ý chí. Chị nhận lời cho tôi vui mà cũng để nhẹ cho chị, cứ coi tôi như là bạn của anh và chị, giúp chị và anh là tình đồng loại. Chị đừng ngại ngùng mà phụ tấm lòng tôi. Ông chủ đã thương vợ chồng tôi mà nói vậy, tôi đâu có lời lẽ gì mà từ chối. Bây giờ chị viết liền tên tuổi của anh đi rồi đưa cho tôi. Dạ ông chờ tôi. Dạ đây. Chị cho tôi mượn tập ra và viết đi. Đây là địa chỉ của hãng xe hơi Thiên Tường, chị cầm về đưa cho ảnh, rồi chị ráng động viên ảnh đến gặp tôi ha. Cảm ơn ông chủ. Thôi chị về nhà đi, khuya nay tôi còn phải coi lại sổ sách nữa. Hay để tôi pha ly cà phê sữa đậm cho ông. Cảm ơn chị nhiều nha. Tôi vô ý nên bóc lột sức lao động của chị. Ông chủ đừng nói vậy mà. Mày biết không, bà già tao bà chuyển bụng 3 ngày 2 đêm mà tao không chịu chui ra. Bà nằm bà rên riết rồi cái ông già tao không chổng cu không quạt lửa nồi nấu nước. Bà Mười đỡ đẻ cho bà già tao, bà nói làm gì thì làm, mày cũng phải chui ra nha. Để má mày mà kiệt sức là ba mày bứt dây đờn đó con. Bộ ba anh là thầy đờn hả? Đâu có đâu, chỉ biết ca chút đỉnh để đi ăn nhậu với người ta thôi. Bà nói bứt dây đờn ở đây là nói dứt tình với bà già tao đó. Ở dưới bếp ông già tao nghe vậy nên ổng trở cán quạt, ổng tưởng tượng cái đờn, rồi ổng mới đờn miệng vậy nè. Tưng 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 tưng. Nghe tới đó cái bà già tao bà cười một cái kha. Bà Mười đỡ đẻ bà kêu lên ý cha. Ông già tao tự dưới bếp chạy lên, thấy tao xuất hiện ổng liền nói, nói lối luôn á nghe mày. Tửng ơi con chịu chung ra rồi hả Tửng. Lịch sử cái tên Tửng của tao có tiêu lâm không? Mày nghe nãy giờ thấy cười không? Không. Ủa kì vậy? Không cười mà còn buồn ngủ nữa. Trời ơi cha, đi làm ăn mà cha cứ buồn ngủ hoài, phải chịu khó thức khuya một chút chứ. Thức gì, nghe anh kể buồn ngủ thấy bà luôn. À, anh nói đi bốc xếp, sao không ra chợ ngồi đây làm gì? Làm bốc xếp cực nhọc thấy mồ, lấy gì mà ăn, làm cái nghề này ngon hơn. Làm gì ngon? Nhập nha. Trời đất, vậy không phải anh dẫn em đi làm bốc xếp sao? Trời ơi, cái nghề này sướng hơn bốc xếp dữ lắm mày ơi. Thôi, em không có làm đâu, em sợ lắm. Anh cho em về đi, em muốn làm. Ông nội biết điều một chút đi. Nếu không con với ông nội không còn mạng để về thăm tí má đâu. Em không có làm cái chuyện này đâu. Thôi em về. Về cái con khỉ, về chầu Diêm Vương thì có. Vậy làm sao đây? Em sợ quá. Ôi cái gì đâu mà sợ, có phước làm quan, có gan làm giàu. Mày làm đại lần này đi lần sau là hết sợ. Hồi đó tao cũng vậy đó, lớn rồi cái tập làm ăn chứ mày. Má em không có cho làm bậy đâu. Ai biểu mày khai, lỡ rồi làm lần này đi. Mày có số vốn á, rồi mày sắm sửa đồ nghề là sửa xe theo ý của mày. Lần này thôi à nghe, lần sau đừng có em á. Ừ, khăn bịt mặt nè, bịt lại đi cha. Ai biết bịt sao đâu. Trời ơi, thì bịt như sát thủ mà cũng không biết nữa. Đưa đây. Rồi đó, leo lên đi cha nội. Leo không đủ. Trời ơi, leo rào mà cũng trợt lên trợt xuống nữa, làm gì ăn mày. Lên đi, nhảy vô đi cha. Cao quá, em sợ té gãy giò. Thôi
em nhảy ra. Trời ơi cha, nhảy vô sợ té. Chị mày nhảy ra mày không sợ nhảy giò sao? 1, 2, 3, nhảy đi ông nội. Chị Ba hả? Hôm nay tôi làm khách viếng nhà, mong lão tướng chiếu cố thông cảm nha. Cần gì anh cứ nói, tôi sẵn sàng làm hài lòng khách. Hay đó, đúng là lão tướng chịu chơi. Sài Gòn nổi tiếng là thương gia biết điều, khách nào quen khách lạ đều khen. Cái nết ăn ý ở của ông sáu tường. Anh là Ba Tửng nghe tiếng nhiều, dân Sài Gòn có lạ gì anh đâu. Cướp che mặt nổi tiếng ở Đống Đô cầu Chà Già. Anh đâu phải là người hung ác, nên đi hành nghề phải giấu mặt che thân, để thiên hạ không nhìn không nhận ra anh. Hỏi xuống tay dính máu chỉ mong nhận tiền. Kể ra anh cũng còn tính người đó. Ông biết nhiều về tôi lẽ ra. Nhưng mà anh Hùng trọng anh Hùng, tôi mong ông làm theo yêu cầu của tôi. Anh cần bao nhiêu? Nói thiệt tình nghe, nếu như số mà anh cần ở đây tôi không có đủ, thì đó là tại anh không có thần tài chiếu cố, vì tôi ít để tiền ở nhà. Tiền nằm ở ngân hàng thì tôi nhận ngân phiếu. Nếu như anh dùng được thì tôi sẵn sàng. Bơi ba, bơi. Hả? Mấy người? Cô đứng yên ở đó. Ê nhóc, tao giao con nhỏ cho mày đó. Chị ơi, chị làm ơn chị đứng yên đây nghe chị. Hả? Đức, nhận ra mình. Trời ơi, làm sao đây? Mở tủ đi lão tướng. Cơm. Cái gì? Cơm. Cái gì vậy? Mày mẹ kiếp đó. Ông chủ, ông có sao không chủ? Có sao đâu. Là một nhân vật có tiền thì phải hiểu là luôn luôn có những khách lạ đến viếng thăm cái kiểu này. Nên tôi thường dặn Mẫn Hoa phải bình tĩnh với trường hợp này. Còn tôi thì tôi chuẩn bị tinh thần để đón tiếp họ. Tôi sợ cho ông lắm. Dì sợ thật không? Mẫn Hoa, hồi nãy tôi thấy dì nhìn tên đứng ở bên tôi. Hình như nghe dì gọi nó, nhưng mà nghe nhỏ quá tôi nghe không rõ. Dạ tôi... Dì trả lời đi, đúng hay không? Thưa cô hai, bất chợt thấy dáng dấp giống thằng con nên tôi... Đó, nó bịt mặt mà dì vẫn nhận ra thì đâu có sai. Kìa, con làm gì vậy hả? Con báo với chính quyền. Không cần đâu con. Sao mà không cần hả ba? Để họ điều tra vụ ăn cướp có tay trong chứ. Con, đừng làm như vậy con. Cô hai ơi, tôi không làm chuyện như vậy đâu. Ông chủ ơi, xin ông tin tôi. Tin gì bị tôi nói quan phải không? Có ai mà chịu cha ăn cướp đâu dì Thiện. Ba tin dì Thiện á. Ba à, nghe ba nói nè con. Nếu dì Thiện là người như con nghĩ á, thì dì đâu có nhận là thấy người đó giống con mình đâu con hả? Ba dễ tin quá. Buổi sáng thì con gái vào đây dọ đường, đêm nay thì con trai dẫn đồng bọn đến. Ba nói đi, không phải bà chủ mua thì ai? Con phải gọi điện thoại thôi. Mẫn Hoa, Mẫn Hoa. Cô hai, cô hai ơi, tôi gian cô. Đừng ngờ quan tội nghiệp. Tôi xin thề có đất trời, vì quá đổi bất ngờ nên mới buộc miệng gọi tên con. Tôi quỳ xuống chân cô hai. Đừng chỉ à, chỉ đừng quỳ tội nghiệp cho con gái tôi. Nó sẽ mang tội với đất trời, sau này khó cho nó lắm chị ơi. Lòng tôi vẫn sạch trong, nếu như con tôi nó làm chuyện này tôi
tôi sẽ dắt nó đến nhà mà chịu tội cùng ông. Xin cô hai mở lòng đại lượng, đừng nghĩ tôi là kẻ gian tà. Thôi tôi tin chị cũng đủ rồi, chị đừng nắng lòng nghe chị ba. Chị về nhà đi, coi như không có gì xảy ra cả. Nhớ chuyện của anh ở nhà nghe chị. Dạ thưa ông chủ, tôi về. Dạ thưa cô. Chị Thiện à, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Sáng mai tôi đợi ảnh đến nghe chị. Dạ cảm ơn ông chủ. Cảm ơn cô hai. Ba, tại sao ba kỳ quá vậy? Con mới kỳ á. Chuyện có gì đâu con. Ba tỉnh quá đi. Chuyện như vậy mà con lại thấy ba. Con á phải tập theo ba. Nóng nảy ít lợi gì. Làm lớn chuyện để làm chi? Có khẳng định cái thấy của con là đúng không? Nghi ngờ cũng là một cái tội nghe con. Thôi đi ngủ đi con ha, đi ngủ đi. Hôm qua anh có hẹn với cậu Đức ngày mốt đến, nhưng sáng hôm nay em vẫn không đến bệnh viện. Anh nóng ruột quá. Anh phải bỏ bệnh viện đến, em ngại lắm. Mình là anh em mà, ngại cái gì? Mình trong sạch mà sợ gì lời dị nghị chứ. Em cứ đến học tập bình thường, vàng thiệt mà sợ gì lửa em. Anh Hiếu à, em không muốn làm tổn hại thân danh của anh, lại càng không muốn anh mang tiếng làm kẻ vong tình. Anh hiểu. Cái em ngại là ở chỗ mừng quá, anh đang rối lòng tánh ý khó cảm thông. Khi nản lòng thôi chi, nhiều lần anh cũng muốn quên, nhưng càng nhớ lại càng thương. Bởi mặn qua sống trong nhung lụa, chưa gặp khó khăn ngoài chốn chờ đời. Nếu không khắc phục tánh kiêu kỳ, nếu đã yêu thì trân trọng tình yêu, đừng làm tan vỡ chữ nợ duyên. Em chẳng muốn gì em anh khó xử trong lòng, phần em luôn lo sợ phập phồng, sợ chuyện lớn dần làm tổn thương danh dự. Ta nên giữ gìn chữ thanh cao. Tâm ơi, chữ thanh cao mà người chẳng chính ai cũng đều cần giữ. Nhưng không vì vậy mà em bỏ dở dịp mai, làm ảnh hưởng đến tương lai tươi đẹp sau này. Em đừng bận tâm chuyện anh với Mẫn Hoa có thể sum vầy. Khi yêu một cô gái kiêu sa đài cát, anh chấp nhận bước vào cái khổ để yêu. Vì phụ nữ làm mặt hồ không nổi sông, nhưng có nhiều kẻ chết đuối vì yêu. Nên bây giờ dù khổ anh vẫn cam tâm không than quán. Người tình sao lót đường bằng gai góc. Đã biết yêu là đau khổ, thà đau khổ mà để được yêu. Anh Hiếu nè, anh cũng lãng mạn đâu có thua gì thi sĩ. Vậy anh chọn ngành y đâu có hợp với tâm hồn của anh. Tâm hồn của anh có nhiều thứ tình yêu, chẳng hạn như tình yêu thi văn, tình yêu đồng loại, ruột thịt. Tất cả ở anh đều có ngăn nắp. Luôn cả tình yêu lửa đôi cùng thứ tự từng phần. Vì vậy nên tâm hồn của anh
anh luôn giữ được trong ngần. Em đừng cho là anh tự hào có người anh cao cả. Anh nói để em hiểu rõ về anh. Em không cần e ngại chuyện thị phi. Làm người phải có bản lĩnh. Đừng chờ cơ hội thuận tiện mà phải biết tạo ra nó. Anh và em ở bên nhau là để trao dồi nghề nghiệp, bia miệng có phú vàng cũng không tiêu diệt sự trăng trong. Em có biết những bậc vĩ nhân bị tiếng quan mà họ vẫn không hề mở lời biện giải là tại sao không? Anh muốn nói đến câu hữu xạ tự nhiên hương. Em biết thì tại sao lại bỏ cuộc chứ? Anh Hiếu, người ngoài nghĩ em thế nào cũng được, nhưng với gia đình em sợ để mất lòng tin. Hôm qua em đến chỗ làm của má em, anh biết là em đau đớn khi nhìn má em nể sợ Mẫn Hoa. Chưa hết, Mẫn Hoa lại hai tội em đã cướp anh trên tay của chị. Anh có hiểu cho tâm trạng của má em không? Em đã để đau lòng mẹ. Mặc dù là em... Mẫn Hoa thật là quá đáng mà. Má em nói em không nên tiếp cận anh. Em không còn lý do gì để thực tập nữa, nên đành phụ lòng anh. Để anh giải thích với bác gái. Vì em đang học ngành y, cái thực tập này rất quan trọng đối với em. Giải thích với má em cũng vậy thôi. Cái chính là ở chỗ Mẫn Hoa. Giả lại đêm hôm nhà Mẫn Hoa có cướp, Mẫn Hoa nghi mẹ con em là đồng lõa. Sao lại như vậy chứ? Vì trong bọn có một đứa má em thấy giống như thằng Đức. Thằng Đức à? Dạ, đêm hôm qua tới giờ nó cũng chưa về nhà nữa. Hả? Ai chưa về? Còn ai đây? Dạ ảnh là bạn học cũ của con. Dạ, con chào bác. Hiện giờ ảnh là bác sĩ nơi con đang thực tập. Vậy cũng tương đương với thầy giáo dạy kèm hả con? Dạ, cháu chỉ hướng dẫn chút ít cho hoài tâm thôi. Một chữ cũng là thầy. Làm người phải biết điều đó. Cậu đến lâu chưa? Hả? Dạ, cũng hơi lâu. Tưởng mới đến thì ở thêm chút nữa ha. Dạ, cháu xin phép cháu về, vì có ca trực chiều. Vậy hả? Tôi không ép. Thưa bác, cháu về. Mai đi học nghe Tâm. Em chưa biết. Em không đi học, anh sẽ đến gặp bác gái. Dạ, thưa bác trai, cháu về. Kỳ vậy. Người biểu đi học, kẻ trả lời chưa biết, còn nói gặp má bay nữa. Vậy tao đứng đây sao không chịu nói? Má bay có thớ hơn tao mà, tao biết. Ba cứ nói như vậy hoài à. Ai biểu má bay khó khăn mà nó cứ đòi gặp? Tao dễ dãi mà nó chê. Ba nói gì vậy ba? Tao nói má bay cũng kỳ. Con gái lớn rồi mà cấm không cho gặp gỡ bạn trai. Khó quá. Ba nói chuyện nghe kỳ quá. Y chang như má nó hồi đó. Cũng làm bộ làm tịch. Hồi đó mà không có cậu hai bay làm tay trong á, tao cũng trầy da tróc dậy với bả chứ phải chơi. Nói gì thì nói, cũng cảm ơn anh Hai Lương. Làm gì mà hài danh hài tánh tôi ra chứ vậy? Tôi với Dượng đâu có phải tam hợp mà là tứ hành xung đó. Nên lại gần Dượng cái là tôi xung hoài à, kèm không có được. Ở chung một nhà mà cứ trâu trắng trâu đen hoài thì đâu còn cái mùi vị của gia đình nữa anh Hai. Dượng nói đúng đó. Nó mất cái mùi từ cái ngày Dượng đem hạ xuống đừng sung. Nghĩ cũng ngộ ha. Dượng nhậu, tôi nhậu, hai thằng nhậu ngồi chung. Mà cái lý do gì là không chịu ngồi chung nhậu? Sao cua răng hoài vậy cả? Dượng hiểu không? Nói tôi nghe coi. Dượng ba, bộ anh không hiểu sao anh hỏi? Tôi hiểu hay không mà mắc mớ gì tới Dượng? Mà cái tôi muốn biết là Dượng có hiểu hay không? Hiểu. Tại anh khi dễ tôi, anh coi tôi là rác rưởi trong cái nhà này, cho nên anh cũng muốn xúc tôi quăng lên xe rác.
để anh đi đổ. Tôi biết chứ sao không biết. Dượng biết từ lúc nào? Mà tôi thấy Dượng vẫn phay phay à. Thứ làm chồng như Dượng thiệt tôi hết biết. Tôi còn không biết tôi, huống chi là anh. Nhưng mà hôm nay tôi hoàn toàn tỉnh táo, cho nên tôi biết được tôi rồi đó anh à. Phải thiệt vậy không? Nói thiệt đi tôi mừng. Anh mừng đi, mừng cho thằng em rể chết đi giờ được cải tử hoàn sinh. Đáng mừng lắm anh à, đáng mừng mà. Dượng làm gì mà giống đóng phim kiếm hiệp quá vậy? Màu mè. Thật mà, từ đó giờ tôi đâu có cầu cảnh xin xỏ người ta. Bây giờ lại có người gọi tôi đến nhận việc. Nói vậy cái ông chủ đó chịu nhận Dượng rồi hả? Phải. Vì vậy cho nên tôi mừng mà tôi muốn chảy nước mắt. Vì tôi nghĩ ông trời đã thương nên ngó lại tôi rồi. Cái đời của tôi như bờ sông xưa lỡ nay bồi, nhưng mà cũng tức cười cũng gần xuống lỗ. Ông trời mới chịu cho bồi cái bến lỡ năm xưa. Chuyện đời sao lâm eo le, cái thân lẫn đần như ghe bị sóng nhồi. Cùng tắt biển, biển tắt thông, xưa nay chuyện vẫn cùng trong đảo đời. Anh hai à, hôm nay là ngày tôi vui nhất. Bởi ông trời chưa hẳn bạc đãi tôi, mà anh cũng chịu ngồi để nghe tôi nói. Nhớ năm xưa đó anh cũng thương tôi lắm mà. Tại yêu văn chương của Dượng nên tôi mới thương Dượng đó chứ. Nhờ vậy nên anh mới làm con nhạn đưa thơ. Phải không? Tại tôi nghĩ nếu Dượng là em rể thì tác phẩm của Dượng tôi đều đọc trọn. Đó là cách nghĩ của tôi, đã thôi thúc tôi cột sợi chỉ hồng. Nào ngờ tôi đã vì em tôi chơi với giữa dòng. Tưởng đâu là mối duyên lành, ai dè đời em trong canh nửa nghiêng. Dượng hứa bảo bọc cuộc đời em tôi sung sướng. Tại Dượng không giữ lời, tôi mới tẩy chay Dượng đó chứ. Bao năm nay anh đối với tôi rất là tẻ lạnh, cũng tại nơi tôi hứa chẳng giữ lời. Thương nhau lắm cắn nhau đau là vậy đó. Bây giờ thì anh em mình đã hiểu được nhau. Quên đi cái chuyện thở nào, nói dây tình cảm cho rạc rào yêu thương. Anh hai, anh chịu quên thật hả anh hai? Quên mẹ nó đi cho rồi, nhớ hoài nó nặng muốn chết à. Thôi bây giờ mình ra xe phở của cô Sáu ha, kêu cổ vớt xí quách. Tôi với Dượng làm bậy nó cỡ 2 lít để nối lại sợi dây thân ái nha. Tôi mới hứa với bà hồi hôm là bỏ rượu mà anh. Hứa với nó là chuyện nhỏ, mà cái cuộc nhậu xíu quách bò hôm nay mới là chuyện lớn à nghe. Sao ngộ vậy anh hai? Không ngộ sao được. Bữa nay mà Dượng không nhìn thấy tôi ngộ nghĩnh đẹp trai sao? Tôi bán chiếc xe đổ rác rồi, chuyển nghề. Tôi bỏ tiền hùn vốn với cô Sáu, khuếch trương cái hàng phở của cổ để tôi làm lại cuộc đời, làm ông chủ đó. Phải không? Làm ăn lớn nha. Thế sao? Ngày mai tôi sẽ kêu thợ vẽ lại, vẽ mấy chữ trên xe phở. Từ đây phở bò của Sáu được thay bằng phở phở bò phu thê. Bàn tay vợ chế biến nước lèo sắp thịt, bàn tay chồng rửa tổ chạy bàn. Anh hoàn tất miếng tình thứ 50 này thật không? Nhất định đây là miếng tình cuối cùng mà tôi gửi đời mình tại cổng trường đua Phú Thọ.
con lại đây, ngồi xuống bên má. Má, con... con ngồi đi. Má, con xin lỗi má. Má ơi, má chửi con đi má. Má đánh con đi. Như vậy làm cho con đỡ đau hơn là má làm thinh. Mà má khóc. Đức, con hiểu vì sao mà má đặt tên con là Hoài Đức không? Con không hiểu má ơi. Làm gì má muốn cho con phải nhớ hoài cái Đức? Vậy mà tại sao con không hiểu ơi, lòng má mong chờ con lạc loài u mê cho xa đọa cuộc đời. Tôi non khờ trong trắng thơ ngây, nay nhuộm bụng nhớ bận rồi con ơi. Tại sao con cãi lời để hư cái đời của con? Con phá đi cái hạnh của mẹ mình, ngày xưa một thời dạy dỗ người ta, mà nay lại để con mình đi làm cái chuyện xấu xa. Con biết không, má mất đi một khúc ruột, má đau đớn biết là giường nào. Giờ đây sắp đoạn thêm khúc ruột này, má còn sống được sao con? Má ơi, con dại, con ngu nên để hư hại đời con, làm đớn đau lòng má. Nhưng những lời dạy khuyên bằng lời ru của má vẫn còn in trong tâm trí của con. Hoài không thể nào quên, dù con đã lớn lên theo tháng ròng năm dài. Con ơi nhớ chữ thiệt thà, đừng đi nước mặn mà ăn chân. Vậy mà sao hôm nay con bắt chước người ta, con che mặt để đi làm ăn cướp? Gia đình chịu tiếng oan vì con nóng nổi, riêng má chịu đau khi nghe con thú nhận lỗi lầm. Má ơi, con không có muốn như vậy đâu má. Nghe cậu Út giá xe nói đêm qua con đi với một người tên là Tử. Chị Tâm đi tìm cậu hai con hồi chiều tới giờ. Cậu hai quen với ảnh ở Sòng Bài, chứ có biết nhà cửa của ảnh đâu. Đi tìm ảnh chi cho khổ không biết nữa. Con bỏ học cả tuần, con không cho má gặp mặt, má chưa kịp hỏi han con nữa thì. Má, má ơi, con thấy má một mình gánh gồng cực khổ, tiền chợ, tiền trường, tiền quà bánh của tuổi con và tiền chu cấp cho ba, nên con nản lòng học không nổi má ơi. Tưởng đâu bỏ học để đi làm sẽ có tiền phụ má, nào ngờ con bị họ gạt dẫn đi ăn cướp. Lời ba nói hôm qua mà con lại xem thường. Nhưng con chưa kịp bán linh hồn cho quỷ, nên khi gặp má con bỏ chạy thoát thân. Tay con trót lỡ nhúng chàm, con làm con chịu lụy phiền mình con. Con nói vậy là sao?
Hồi hôm con làm bể chuyện, họ lôi con về nhốt. Con lén trốn chạy về nhà định lấy bộ đồ rồi con... Đi theo họ luôn phải không? Không đi đâu hết. Con cứ ở nhà. Sáng mai, má dẫn con đến xin lỗi ông chủ của má. Không được đâu má ơi. Ông chủ sẽ bắt con chỉ ra họ, rồi sẽ liên lụy đến gia đình. Má để con đi. Con phải nghe lời má. Con ở nhà. Không được má ơi. Con không ở nhà. Con đến nhà bạn con. Đức, đừng đi con ơi. Đức, anh hai ơi, anh hai. Ba ơi, ngồi nghỉ chút đi ba. Tìm cả nửa ngày trời mà không biết thằng nhỏ nó ở đâu. Ba đừng lo quá. Tìm chưa được nó mà ba ngã bệnh thì cũng khổ cho má nữa đó. Thiệt, ba nghĩ cái số của ba làm sao nó khốn nạn quá. Một lần lầm lỡ ba hối hận đến giờ. Nay lại lơ là. Tâm ơi, ba không muốn mất thêm khúc ruột nữa. Ba nói gì vậy ba? Không. Tại ba sợ. Ba sợ không tìm được thằng Đức. Cái thằng sao mà nó dại quá à. Chuyện như vậy thì phải ở nhà để gia đình lo. Mắc gì mà phải bỏ trốn đi đâu. Tức thiệt. Má đòi dắt nó đến xin lỗi ông Tường nên nó sợ liên lụy gia đình. Con à, con nhắc ông ba cũng thấy lo. Sợ ông vẫn hờn mà đuổi việc ba. Đi làm được vài bữa ba thấy lòng yên ổn thành thơi. Ba đang sửa đổi lại bản thân. Cố ngồi lên khỏi dùng lầy lối, làm bổn phận người cha trách nhiệm người chồng, cho má con được yên lòng. Ba đừng lo, giàu không đến nỗi vậy đâu. Má nói ông bà là người hiền lương. Và em con nó còn nhỏ dại khờ, tại người ta xui biểu mới làm liều. Ông thấu hiểu chân tình, chắc không hờn giận, không ảnh hưởng đến việc làm của ba đâu. Vậy nhưng mà mình cũng thấy xấu hổ với người ta chứ con. Họ mới cho mình vào làm việc, rồi con của mình lại vô nhà người ta mà ăn cướp. Con biểu ba phải làm sao? Ba phải làm sao mà không khó chịu chứ con. Chuyện nó lỡ rồi, ba có than thân trách phận cũng chỉ làm khổ thân của ba. Ý, ba ơi, anh Hiếu kìa. Anh Hiếu ơi. May quá, gặp bác với Tâm ở đây. Anh tìm em với ba làm chi vậy? Anh đến nhà tìm em thì gặp bác gái. Bác gái nói cho anh biết là em với bác trai đi tìm Đức. Khổ quá cháu ơi. Bác với con Tâm tìm nó mà không gặp. Bác lo lắm. Nếu tìm không được thằng Đức thì bác lại càng có thêm lỗi với má con Tâm. Bác đừng lo nữa, cha đã có tin của Đức rồi nên hả? Mới chạy tìm cho bác và Tâm hay á. Cháu nói biết tin thằng Đức hả? Hiện giờ nó ở đâu cháu? Dạ hiện giờ thì chưa, nhưng cháu biết nó ở đâu. Vậy bác và Tâm nên trở về nhà. Bác phải đi với cháu đến chỗ nó ở, để dẫn nó về thì bác mới yên tâm. Nó ở chỗ nào hai bác cháu mình đi nha. Dạ cháu không đi một mình mà đi với cậu hai. Cháu sẽ lựa lời cho em được yên tâm. Nếu có bác đi nó sợ không dám về. Anh Hiếu nói vậy rồi, thôi ba đừng có đi nha ba. Cậu hai chờ con ở hàng phở cô Sáu, để con đến đó. Tâm đưa bác về đi Tâm. Dạ. Ba ơi, thôi mình đi về đi ba, để má trông mình đó. Ừ.
không biết tìm được nó hay không nữa. Nếu hôm đó mà tôi cản không cho nó đi thì đâu có chuyện rắc rối như vậy. Thì cũng tại tôi làm khổ bà mà. Nếu mà ông chịu quan tâm con cái thì nó đâu có bị người ta gạt, nó đưa vào con đường sai trái như vậy. Tôi biết lỗi của tôi mà. Tôi xin bà đừng khóc nữa. Linh đi. Chuyện nhà cứ rối lên như vậy á, bà biểu không khóc làm sao được. Bà ơi, thằng Đức nó không có bỏ nhà đi đâu. Vì nó là đứa con có hiếu, nó sợ bà lao tâm khổ trí. Nên bỏ học để đi làm, mong kiếm tiền phụ mẹ một tay. Nghĩ mà thương con, tôi còn non mà có nghĩa có tình. Không như tôi làm người vô nghĩa, để bà phải chịu khổ sầu dãi dầu bươn chải bấy lâu nay. Tôi đâu muốn trách nghi ông mà, dù bấy lâu nay ông thiếu bổn phận làm chồng mà, tôi vẫn cam tâm lo liệu gánh lòng. Chỉ mong ông quên chuyện đắng cay của số phận, làm lại cuộc đời với bổn phận người cha. Quan tâm đến con bởi chúng nó còn non dại. Giờ chuyện xảy ra tôi lỡ khóc lỡ cười, con dại cái mang với người ân tôi hữu thẹn trăm bề. Nhưng cũng may là họ nhân từ, không truy cứu chuyện vừa qua. Tôi cũng không yên chuyện nó làm ra, sợ họ phiền hà, họ giận mình không biết dạy con. Ông chủ nghe nói nó sợ đến gặp ổng nên bỏ trốn. Ổng nói không cần dẫn nó đến xin lỗi, như vậy sẽ gây áp lực với nó. Con biểu ráng tìm cho nó về, đừng có để nó lang thang không nhà không cửa thì tội nghiệp lắm. Ông thiệt là nhân đức, nhưng tôi chưa biết mặt ông. Ủa, từ hôm vô làm tới nay ông chưa gặp ông sao? Hôm đó tôi đến thì cô thư ký nói là ông đi ra ngoài, cổ cho người đưa tôi đến nhận việc, nên hôm nay tôi chưa gặp ông. Thưa ba má, con xin lỗi ba má. Đức, con về đó à? Trời ơi, con làm má lo quá. Từ rày đừng có dạy nữa nghe con. Đừng có đi đâu nữa nghe con. Con à, con về là ba má yên tâm rồi. À, ba cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu làm sao mà dẫn thằng Đức về vậy? Hả? Anh Tửng đó thật ra cũng không phải là người xấu, tại cùng đường nên mới tính nước liều phải ra thân như vậy. Ngày trước ảnh bị thương chạy vào nhà con,
con tận tâm băng bó vết thương giùm, còn lo cho anh ta túc mấy ngày lành vết thương anh đi còn hứa hẹn. Bây giờ gặp lại con nhắc chuyện xưa, anh ăn năn hứa làm người lương thiện. Xin lỗi cậu hai đã đưa Đức vào cuộc, làm phiền lụy gia đình để hai bác buồn lo. Con lỡ dạy làm cho ba má lo sợ, con xin hứa từ nay không tái phạm. Con bỏ học hơn 10 ngày rồi đó, bây giờ đi học lại biết họ có nhận không? Ba đừng lo, con sẽ lãnh nhiệm vụ này, giúp em Đức trở lại trường đi học như xưa. Gia đình bác làm phiền cháu quá nhiều, bác sợ khó lòng cho cháu mà thôi. Cháu hiểu ý của bác, xin bác yên tâm. Chuyện cháu giúp Hoài Tâm và chuyện cháu với Mẫn Hoa là hai chuyện khác nhau. Cháu sẽ gặp Mẫn Hoa giải thích cho cậu hiểu. Này, cháu cũng xin phép bác cho Hoài Tâm tiếp tục đến thực tập tại nhà thương. Xin bác hãy nhận lời. Bà Thiện à, cháu hiếu nó có lòng, bà cũng đừng nên từ chối. Má ơi, chị Tâm đang học ở ngành y, rất quan trọng trong việc thực tập đó má. Cháu à, nếu không phải vì Hoài Tâm mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cháu thì bác cũng không ngăn cản đâu. Vậy cháu cảm ơn bác. Ủa, chị Tâm đâu rồi má? Chị Tâm con á, nó ra hàng phở phụ giúp cô Sáu rồi. Tâm về, bác nói ngày mai đến làm việc nghe bác. Còn Đức, để anh liên hệ với hiệu trưởng của trường rồi sẽ cho em biết tin ngay. Em cảm ơn anh. Thưa hai bác con về. À, cháu về. À, Mẫn Hoa là ai vậy bà? Là con gái của ông Tường đó. Vậy hả? Báo chí và dư luận mấy ngày nay đã làm xới tung cả thành phố Sài Gòn. Một bác sĩ trẻ đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật khó. Anh là người hùng một lần nữa rồi đó anh Hiếu. Hôm nay anh đến đây không phải anh muốn được nghe những lời khen của em. Đừng làm mất thời gian nữa Mẫn Hoa. Muốn em trả lời câu hỏi khi nãy của anh. Phải. Em cần phải có thời gian. Thời gian để cho em nghiền ngẫm cái chuyện của chúng mình. Anh vẫn tán thành và tôn trọng ý của em mà. Vậy thì mình không còn gì để nói nữa. Cho anh nói thêm một điều nữa. Chuyện chúng ta có hàn gắn được hay dở tan thì chỉ là nơi chúng ta, chứ không liên can đến người ngoài cuộc. Hoài Tâm không phải kẻ thứ ba, chúng anh vẫn giữ khoảng cách với nhau. Vì vậy mà anh muốn nhắc nhở em cần phải thận trọng. Ai cũng có danh dự riêng, đừng nên chà đạp người ta. Nhất là với những người nghèo thì lòng tự trọng lại cao. Em phải biết thương người vì mình hơn họ chỗ giàu sang. Nếu lòng tự trọng quá cao sao chẳng biết thân biết phận, làm cái chuyện để cho người ta phải nghi, còn lên mặt làm cao. Em đừng có ngang ngược quá có được không? Nó phải biết má nó là kẻ ăn người ở trong nhà em chứ. Vậy mà nó vẫn đặt chân đến nhà này với cái mặt khinh khỉnh. Nó lớn tiếng chống đối em, mạnh dạn binh vực anh. Thái độ đó là sao? Là ngầm thách thức em. Tao thắng mày rồi đó Mẫn Hoa ơi. Thà giữ tao ở bên cạnh chứ không màng đến cảm nghĩ của mày. Nếu em vẫn giữ ý nghĩ đó thì chúng mình khó thể hòa hợp. Tùy anh. Nhưng mà cái quyền quyết định cũng vẫn là em. Và anh tin rằng em sẽ hối hận. Hối hận cho sự nông nổi của em. Chào em. Ai đúng, ai sai? Tình cảm của Hiếu có đặt cho Tâm không?
Nếu lỡ có thì sao? Vậy thì tội nghiệp cho cô hai. Mình làm sao ăn nói với ông chủ, trong khi họ quá tốt với gia đình mình. Mình cho Tâm đi thực tập là theo yêu cầu của Hiếu, như vậy là đúng hay sai? Tâm, con đừng để cho má thất vọng, đừng để cho má khó xử nữa con. Dì Thiện à, dì Thiện, dì đâu rồi? Dạ dạ, tôi tới liền nè cô hai. Dạ cô hai cần tôi? Cần tôi mới gọi, không cần ai dám làm phiền. Dạ cô hai sai biểu là tôi làm liền hả cô hai? Vậy sao? Vậy tôi tưởng đâu lúc này dì lên rồi chứ. Sắp làm mẹ vợ của ông bác sĩ, mà không chừng cũng dám bước vô cái địa vị của má tôi nữa đó. Kìa cô hai, tôi xin cô đừng nói như vậy, tội nghiệp tôi mà cô hai. Tội nghiệp cái gì? Mẹ con gì còn âm mưu với nhau để đoạt hết những gì quý nhất ở trong tay tôi. Đừng có tưởng là tôi không biết chứ. Ai cũng binh vực gì đều cho tôi là sai. Nhưng mà tôi nói cho dì biết, dì đừng có hòng, con có gì cũng đừng có nuôi hy vọng. Tôi biết chứ, tôi biết là má tôi mất, trong lòng của ba tôi không ra gì cả. Không có đâu cô hai à, ông chủ rất thương cô hai. Sao dì biết? À, dạ tôi... Thôi, tôi không có muốn nghe dì bào chữa nữa đâu. Dì làm ơn đến kéo giùm tôi sợi dây kéo sau lưng tôi lên đi. Dạ dạ. Coi chừng đó, có ghét thì cũng đừng có kéo cho rách da tôi chứ. Dạ không có đâu. Bớt son bên vai phải. Bớt son rồi sao? Rồi sao không kéo lên hết cho tôi đi? Dì làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Thôi đi xuống bếp đi. Bớt son bên vai phải. Ai, trưa quá rồi. Chắc cha con tụi nhỏ ở nhà chờ dữ lắm mà. Ý, ai hình như giống anh. Anh hai hả? Anh hai phải không? Thiệt, trời ơi. Em hả? Tấp vô, tấp vô. Xuống đi. Về nhà luôn đi, để mấy cha con ảnh chờ đó. Trời ơi, anh đi đâu dữ vậy? Sao, gia đình mạnh hết phải không? À, em có sanh thêm nữa không? Hay chỉ có con An thôi hả? Năm đó anh đi đó thì con An lên 2 tuổi. Năm sau á, em sanh thêm đứa nữa. Con gái nữa hả? Dạ con gái. Con An á thì nó dễ và nó lại lớn. Còn Tâm á, nó èo uột từ nhỏ cứ khóc hoài à. Nó yếu lắm, thầy thuốc nói đường ruột nó không tiêu. Ăn không tiêu thì cho nó uống sữa. Trời đất ơi, tiền không đủ ăn có đâu mua sữa chứ. Trời đất ơi, em khổ vậy đó hả Thiện? Anh biết không, bữa nay nè bán được mớ ốc với bông điên điển, mua được nữa rổ gạo, nhà hết nước mắm. Tưởng đâu đâm muối ớt ăn cơm. Ai về đi ngang qua tiệm chú Bảy, chứ kêu lại cho sâu cá, biểu đem về nướng cho tụi nhỏ nó ăn. Còn đông thiếu một chai nước mắm. Trời ơi, cứ mang ơn người ta hoài thiệt. Mà nè, bây giờ anh nói chuyện của anh đi. Sao, mấy năm nay đi mất biệt, đi đâu vậy? Đi theo ghe hát. Trời đất, theo hát bội nửa năm rồi đó. Thấy sống không nổi, nhảy qua cái hát cải lương. Anh có bao lãng tử cô ơi, thích dài đây mày đó. Sống nghề nổi trôi mà anh khoái, nhưng cái số của anh nó không có duyên
hay tại là ngu không biết chừng. Người ta sắm tồn rồi biểu ra làm vui, anh rung như thằng làng rứt đuôi. Có lần theo anh chép chánh vô coi đua ngựa, anh quen với ông máy chính nuôi ngựa ở đùa. Nghe máy chính nói đang kiếm một thằng này, anh liền giới thiệu với anh. Làm này được nửa năm gặp ngựa chứng thất anh giải dò, bây giờ trở thành si cà que. Trời ơi, bất nhân không? Cha mẹ sinh ra lành lặn, tự nhiên cái để cho ngựa nó hất té gãy giò. Chuyện đời biết sao được chứ. Nhưng mà họ bồi thường cho anh, anh mua được cái nhà, mà ông Mai Chính còn cho anh ở giữ ngựa cho ổng. Em yên tâm, anh bây giờ là trùm mấy con ngựa mà. Vậy giờ anh có vợ con gì chưa? Anh đủ sống không? Vợ con thì chưa, bởi vì anh mới dư mà về thăm em ấy chứ. Anh hai à, anh đã lớn tuổi rồi mà sao anh cứ mãi lên đến không tìm bến bờ ghé lại yên thân. Cha mẹ qua cổ khói lạnh nhang tàn, buồn tuổi vòng linh anh không hiểu sao anh. Anh vẫn nhớ câu thường tử, nhưng phần số anh chữ duyên nợ lạnh lùng, giống như cảnh gió bất mưa phùng. Thôi thì ông trời có đẩy có đưa, cũng mặc cho duyên kiếp lừa thưa. Em đã cam số kiếp bạc phần, lần đần dưới nở trần. Em táo tần vô ngần khổ cực, nhưng đói nghèo vẫn cứ đeo mang. Anh về đây để coi cuộc sống của hai em sao rồi anh tính. Giờ anh muốn tính cái gì? Để gặp Dượng Ba rồi mới tính được. Nói thật nghe, tôi tiếc lắm. Tiếc vì chúng ta gặp nhau đã trễ. Ngòi bút của anh viết rất quý giá, vậy mà thiên hạ lại thờ ơ. Thiệt là uống cho một nhân tài như anh mà phải cam mai một bấy nhiêu năm. Nếu tôi không vì hoàn cảnh mà đành đóng cửa tòa soạn thì nhất định tờ báo của tôi sẽ dành cho anh một góc để đăng những tập tiểu thuyết của... Không ngờ cái số của tôi nó lại mạc dẫn cùng đường. Tưởng đâu hôm nay sẽ có cơ hội nhận được chút đỉnh tiền về lo thuốc cho con. Thôi, tôi không làm phiền ông nữa. Xin phép tôi. Anh Hào, anh nán lại một chút. Làm con người á, mấy ai tránh được cái cảnh phiền não. Mỗi người đều có cái khổ riêng. Tôi không biết cháu ở nhà đau yếu ra sao, nhưng tôi xin anh nhận cho tấm lòng của tôi. Anh cầm số tiền này về lo cho cháu, coi thiếu đủ ra sao rồi anh cho tôi biết. Khoảng một tuần nữa đó tôi mới giao tòa soạn cho họ. Lòng tốt của ông tôi rất cảm ơn, nhưng xin ông hiểu dùm cho câu vô ân bất thụ lộc. Tôi hiểu là sẽ chạm đến lòng tự trọng của anh, nhưng vì tôi mến anh, vì tôi cũng có cái đau mất con. Nếu ông không ngại thì có thể cho tôi biết chuyện nhà của ông không? Người ta nói ai có nỗi đau mà có người chia sẻ thì cái đau sẽ được giảm bớt đôi phần. Tôi có một đứa con gái mới lên 5 tuổi, cách đây 6 tháng con tôi trải qua một cơn bệnh đau mùa nguy hiểm. Phần số không qua nên nó đã trút hơi tàn. Đưa con gái mà vợ chồng tôi thương yêu như ngọc như vàng,
nó đã tắt hơi trên tay của mẹ nó, nên giờ tôi ôm xác con mà giật và khóc than. Anh thấy đó, cái cảnh não lòng nó chẳng bỏ qua ai. Đâu phải chỉ con nghèo mới khổ mà giàu không biết không. Đã nói cảnh trần gian phú đầy gai góc, thì kiếp nhân sinh ai tránh được bao giờ. Ông bà vẫn còn trẻ, lo gì mà không sanh nữa hay sao? Ai cũng đều nói với anh vậy, nhưng mà đâu có ai hiểu được nỗi bất hạnh của vợ chồng tôi. Sau khi sanh đứa con gái, bác sĩ bảo là vợ tôi không tiếp tục sanh con. Vì vậy cho nên con gái tôi mất đi, vợ tôi không chịu đựng nỗi sự đã kích. Một phần cũng vì biết mình không còn sanh nở, sợ tôi không còn tình nghĩa sẽ lỡ phai. Đau khổ dài dò tàn phá tâm tư, nên khiến vợ tôi phát bệnh điên cuồng. Hiện nay vợ tôi đang nằm trên nhà thương chợ quán, nên tôi lâm vào cảnh một kiện hai quê. Con người bạn thân trên Sài Gòn cho tôi một chân thư ký để tôi tiến bề săn sóc vợ tôi. Ông nói đúng, nghèo hay giàu cũng đều có nỗi khổ. Cái khổ của ông là mất một đứa con và vợ thì bị bệnh. Còn tôi khổ vì nghèo mà tới hai đứa con. Tôi không làm ra tiền để vợ tôi phải cực khổ bươn chải kiếm từng hột gạo. Anh có tới hai đứa con lận hả? Phải. Mà trai hay gái? Dạ hai đứa con gái. Đứa con lớn lên năm nó khỏe mạnh, còn em của nó là đứa bệnh mà tôi đã nói với ông. Anh Hào à, tôi tính vậy nghe. Ông tính chuyện gì? Hay là anh cho tôi đứa con lớn của anh đi. Hả? Ông muốn sinh con gái tôi à? Không được. Như vậy chẳng khác nào tôi đem con đi bán. Ông nghĩ sao mà bàn đến chuyện này? Tôi nghèo thà cạp đất để mà ăn, chứ không vô tâm ban con ruột của mình. Xin lỗi anh, mong anh đừng nóng giận. Mà nghe tôi phân tỏ đôi lời, anh trao con gái cho tôi đó là một việc nhân từ, chứ không phải là một chuyện ban mùa. Anh thấy tôi nghèo đang trong cơn túng ngặt, nên suối tôi đem bán con mình. Anh xem tôi là hạng người gì chứ mà lại dẫm bừa lên danh dự của tôi. Tôi biết là anh tự ái, nhưng ý của tôi thì lại chân tình. Vợ tôi mang bệnh như vậy là tại mất đứa con. Nếu gặp con gái anh chắc hồi phục bình tình. Vì bác sĩ nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nên tôi van xin anh hãy nhận lời. Vì đó là lòng từ tâm không chỉ cứu một người, anh quyết định một lần cứu được cả ba. Đứa con gái nhỏ hiện đang bệnh nặng, hy sinh một đứa cứu một đứa đâu phải là có tội. Giả lại tâm thân của nó sẽ được sung sướng. Anh giữ được mạng con mình tôi, cứu được vợ tôi. Còn hơn là anh nhìn một đứa con quằn quại trước tử thần, còn một đứa thì đôi rách thiêu cơm. Mấy lời của tôi khẩn thiết gian cầu, anh hãy thương giùm hoàn cảnh của tôi. Ông nói cũng đúng, nếu không có tiền thì con Tâm sẽ chết. Cho con An để cứu mạng em và cứu luôn vợ ông. Vậy làm việc phải chứ đâu có quay. Anh à, anh yên lòng đi, tôi nhận đứa con gái của anh làm con tôi. Tôi sẽ yêu thương nó như là con ruột. Tôi tin chắc có nó, vợ tôi sẽ khôi phục trí nhớ. Anh à, anh nhận lời tôi nghe.
tôi sẽ mang ơn anh suốt đời. Tôi gian anh mà anh hãy cứu giùm vợ tôi. Bộ họ không nhận nữa sao mình? Họ chê hả? Họ sắp đóng cửa tòa soạn. Họ khen nhưng phải mang về. Tưởng đâu hôm nay mình đến là để nhận tiền. Thiệt là cái số của vợ chồng mình tận cùng rồi. Tôi cũng tưởng đâu có tiền để lo thuốc men cho con Tâm. Vì thầy thuốc nói nó sưng phổi. Mà số tiền của anh hai để lại cũng hết rồi. Còn bệnh của con nhỏ thì anh hai nói đi về trển độ vài bữa sẽ xuống, mà bữa nay thì cũng hơn 10 ngày rồi. Trời ơi, ảnh hứa nó hơi đâu mà trong. Ảnh về thì mừng, chứ trong ảnh cho tiền mà thôi đi. Trong ảnh cho tiền bạc làm gì? Mình à, nếu phải phần số của con An như vậy thì mình đừng có giận tôi. Khi nghe tôi nói điều này, vì tôi biết nói ra mình sẽ đau lòng, nhưng hoàn cảnh hôm nay gia đình ta vô cùng thất nghiệp, nên tôi đành liều xin mình làm cái chuyện vô nhân. Muốn chữa bệnh cho con Tâm thì phải hy sinh con An mới được. Chẳng phải tôi không thương con, nhưng bởi quá nghèo, nó về ở với người ta, cuộc đời nó sung sướng sau này. Mình nghĩ sao mà mình cho nó chứ? Họ có ruột thịt gì đâu mà họ thương con mình. Chừng đó đó, mình biết nó ở đâu mà đem nó về. Thôi đi, có khổ thì cùng khổ, tôi không chịu cho con tôi đâu. Người ta cần đứa con để cứu mạng cho vợ của họ. Họ cần con mình để cứu mạng cho vợ họ, chứ họ đâu có yêu thương gì nó. Mình à, mình bỏ ý định đó đi, tôi không đồng ý đâu. Mình à, mình hiểu giùm tôi mà. Tôi làm sao có thể lấy cây bút màu để tô vẽ cho đậm thêm mà thay đổi cuộc đời của các con. Mình à, tôi đã hứa với người ta rồi, phải có tiền mới giải quyết được chuyện khó khăn mà. Thiệt là như một trò đùa. Tôi không ngờ, tôi không ngờ con của tôi lại bị cha nó đem đi bán. Trời ơi, tôi không ngờ núm ruột của tôi lại bị chồng tôi đem dứt bỏ bên. Mình An ơi, con có hiểu cho lòng mà đớn đau tôi hận não nề. Nếu mình không nỡ lòng cho con hoài An thì đành nhìn con hoài Tâm phải chịu chết oan. Ông trời đã định rồi, phải để con An đi mới có cơ hội cứu con Tâm toàn mang. Có đồng tiền mới giúp cho mình xoay sở, mình hãy nghe tôi mà bớt tham vui sầu. Mình nghĩ lại đi. Hiện giờ vợ chồng mình đang chơi vơi trên mặt biển. Có người họ chịu vớt một đứa,
để cho mình rảnh tay mà cùng nhau đưa một đứa vào bờ, chứ có phải là tôi đem con quăng xuống biển đâu. Mình đừng nói nữa, mình đừng nói nữa. Tôi nhất định là tôi không cho con Hoài ăn đâu. Mình đừng có ép tôi, mình đừng có ép tôi nữa. Nè nè, mình đem tiền đi, đem tiền trả lại cho người ta đi. Mình đem tiền trả lại cho người ta đi. Tôi về trên này lo cất lại cái nhà cho lớn ra, để rước giường với em tôi với hai đứa nhỏ lên ở. Chờ thêm vài ngày cũng không được sao? Vội vàng gì mà đem cháu tôi đi bán? Tôi cũng hối hận lắm, nhưng lỡ rồi. Lỡ gì lỡ? Lỡ làm sao nói nghe coi. Lỡ cờ bạc mắc nợ. Mắc nợ cờ bạc? Vì sao nói? Tại con Tâm nó bệnh. Nghe em nói nè, số tiền đó đó anh lấy con phần ba để trả nợ thôi, còn bao nhiêu là lo thuốc cho con Tâm. Cô cứ binh dưỡng hoài, nghèo mà không lo bài đắt cờ bạc, dưỡng chết đi. Tôi thua buồn cho cái đời của tôi, làm cái gì cũng không được, cứ để cho vợ gánh gồng. Tôi ghét ai đổ thừa hoàn cảnh lắm mà nghe. Mới vừa phục hồi tình cảm lại, cái dưỡng làm tôi chán dưỡng nữa. Mình à, cái năm đó mình cho con Hoài An mà mình không nhớ người đó sao? Mà sao tự nhiên mình hỏi kỳ vậy? Cái gì kỳ? Ruột của cô bị đứt thì cô đau, mà hễ đau lúc nào thì hỏi lúc đó không được sao? Bây giờ là mùa Noel, mùa lắp đông đó, thì cái vết thương cũ nó lại nhức nhối. Tại dưỡng đó, tại dưỡng làm cho em tôi tái lại vết thương xưa, thì tôi và dưỡng quyết chẳng đổi chung. Tôi nói trước à nghe, chừng đó đừng có than là tại hết thời. Nói sao cái thằng anh vợ nó đoạn tình đoạn nghĩa. Tôi nói cho Dưỡng biết, tôi dục bỏ cái khúc của Dưỡng với tôi, khỏi tìm kiếm mà hàng gắn lại cho bất công. Còn cô suốt đời cứ chịu cực khổ, còn che chở cho người ta. Tôi nói con người của Dưỡng khó mà hoàn mỹ, cô đừng có binh nếu tôi trở mặt làm điều. Trời ơi, anh đừng có cằn nhằn nữa, em đang rối ruột nè. Thì tôi cũng giận Dưỡng cho tới tận xương tủy. Mình à, hồi nãy mình hỏi tôi như vậy, có lẽ là mình đã biết được tin tức gì của con Hoài An phải không? Biết không mình? Tôi không ngờ mình quá thờ ơ, nên đã gặp lại cái người mình cho con Hoài An năm đó mà mình cũng không nhớ nữa. Mình nói cái gì? Ông chủ tòa soạn năm đó tôi đã gặp mà không biết không hay là ai ở đâu vậy? Mình đã gặp mấy bữa nay người ta cho mình chỗ làm đó, và tôi đã ở bên con gần nửa năm trời. Hồi sáng này tôi vô tình tôi nhìn thấy bớt son, lòng tôi nhói đau vì vết thương xưa ứa máu. Nếu không muốn tôi đổi máu là trùng nuôi ngựa, thì Dương hãy giá cho lành vết thương của em tôi. Hả? Là ông đó sao? Nhưng mà tôi chỉ muốn biết Hoài An có phải là cô chủ hay không, chứ tôi không biểu mình đi nhìn con lại cho tôi đâu. Cô sao kỳ vậy? Cô cứ than thở là mong gặp lại nó, sao bây giờ nó sờ sờ trước mắt mà không nhìn là sao? Anh hai à, tại em lo sợ nó không được người ta thương yêu, rồi nó tủi thân mà không biết nguồn biết cội. Chứ bây giờ nếu đúng là Hoài An thì em yên tâm cho cảnh sống của nó rồi. Nhưng
Nhờ đứa con gái của anh mà vợ tôi lần hồi bình phục. Từ đó vợ chồng tôi xem Mẫn Hoa như vị thần nhỏ bé. Nó giữ được cái hạnh phúc của gia đình mà tôi tưởng đã tiêu tan sau cái ngày con tôi mất. Vợ tôi cuồng tâm loạn trí. Sao lại như vậy? Năm đó nhờ số tiền của ông cho mà vợ chồng tôi đã chữa khỏi bệnh cho em nó là ngoại tâm. Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, Mẫn Hoa cũng đã lớn khôn rồi. Vậy vợ chồng anh... Không, ông đừng hiểu lầm. Vợ chồng tôi không hề có ý định nhìn nhận hay bắt lại đứa con đâu. Nhưng tôi thì lại muốn như vậy. Ông... ông muốn như vậy à? Chẳng lẽ ông không thương con Hoa hay sao? Sao lại không thương cho được hả anh? Chẳng những nó là vị cứu tinh cho gia đình tôi, mà đối với tôi nó như là bảo vật. Tôi có thể mất đi tất cả chứ không thể nào để mất Mẫn Hoa. Nhưng tôi không là người tạo ra nó mà tôi còn thương như vậy, thì tôi hiểu rằng một người từng mang nặng đẻ đau sẽ có tình thương vô bến vô bờ. Suốt bao nhiêu năm đằng đằng mong chờ, ngày gặp lại đứa con đã từ lâu cách biệt. Cho thỏa vui mừng khi ta ngộ tình thâm, nếu như Mẫn Hoa muốn về cùng cha mẹ ruột thì không làm sao tôi tránh được nỗi buồn. Nhưng lòng tôi vui vì nước chảy về nguồn. Ông Hoa là người có tâm vô cùng đức độ từ tâm, khi bỏ công trình nuôi dưỡng bao năm mà vẫn vui lòng ân cần nối lại tình thâm. Cũng vì Mẫn Hoa nên tôi quyết tâm cho nó nhìn nhận cội nguồn. Tôi nghĩ đời nó sẽ nhiều hạnh phúc khi có cha mẹ cận kề và đứa em gái thân yêu. Là em mình và dì Tiễn là không, không thể nào, không thể nào đâu ba ơi. Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô Hai, cô làm sao vậy cô Hai? Chị thật gì không hiểu sao dì Tiện? Cô muốn tôi hiểu điều gì? Tôi muốn dì phải hiểu là cô Hai. Cô đừng khóc. Cô cần gì ở tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô vui. Tôi muốn thấy cô vui vẻ như ngày tôi mới bước chân vào đây. Chứ tôi không muốn nhìn cô khóc.
vậy thì dì hãy nói đi. Dì hãy nói là Hoài Tâm không phải là em ruột của tôi. Dạ dì, dì không phải là người đã banh giá xẻ thịt Thảo ra tôi. Trời ơi, tôi muốn dì đừng nhìn lại đứa con mà buộc ba tôi phải trao tiền một lần nữa. Tại sao dì không để cho dòng thời gian thuận xuôi theo số phận? Dì lôi ngược lại làm chi để phơi bày cái quá khứ phũ phàng khốn nạn của một đứa con gái từ lâu đã mất cội xa. Trời ơi, tôi không muốn làm con tôi khổ mà. Dì đừng đóng kịch trước mặt tôi cho trọn dây tuồng. Dây tuồng của hai kẻ làm cha mẹ đã nhân tâm hy sinh một đứa con để bảo vệ một đứa con. Tôi có tội tình gì mà phải đành để cho tôi nổi trôi? Cùng là con sao lại đứa thương đứa ghét? Nếu dứt bỏ thì cứ coi như là tôi đã chết, còn đào xới làm chi cho tôi hận tôi hờn. Tôi biết nói gì cho con hiểu lòng mẹ. Hai mươi năm trời nỗi đau bức ruột, đêm nằm cầu nguyện mong cho con yên ấm cuộc đời. Giờ gặp lại con tôi không dám nhận, dù lòng nhói đau vết thương cũ năm nào. Biết con đã yên thân trong tình cảm ngọt ngào, nên tôi đã tự nhủ với lòng là nên an phận mà âm thầm săn sóc cho con. Tôi không cần sự thương hại tự dư. 20 năm nay tôi sống thế nào thì bây giờ tôi cứ như thế đó. Thà quên thân phận cứ làm thân chùm gợi, mà khỏi xót xa cầu thế thái nhân tình. Con à, con đừng nói vậy mà mang tội nghe con. Người chồng không ngại bán con mình lần thứ nhất thì người vợ đâu để mất cơ hội làm tiền lần thứ hai? Họ đã nhẫn tâm thì không lẽ ông trời lại bất công với con sao ba? Trời ơi, mình ơi, tôi gặp ông chủ cốt là chỉ muốn chứng minh ông có phải là người của ngày xưa. Chứ tôi không ngờ, tôi hoàn toàn không ngờ chuyện rối lên làm cho mình thêm đau đớn. Tôi chỉ muốn một mình tôi, một mình tôi bị oán hận thôi. Chứ tôi không muốn mình phải chịu giả chung đâu. Chính tôi đã vẽ ra cái cảnh phân ly cốt nhục để mình chịu đau suốt 20 năm dài. Ông đã không ngại ngùng quăng bỏ tôi đi thì đến tìm gì dạng chi cho thêm rối rắm. Tôi đã mang ơn ba má tôi chẳng chịu nuôi dưỡng, thì suốt đời này tôi chỉ biết có ba tôi. Ngoài ra tôi không còn muốn biết đến ai cả, và tôi không muốn ai đến đây để khuấy động cuộc sống của tôi. Mẫn Hoa, Mẫn Hoa, Hoài An. Mình trời ơi, sao gì nè? Đem chị đi nhà thương liền. Đi. Ba với anh Hà quả là tha hương ngộ cố tri.
20 năm thế sự cuộc đổi giờ, vậy mà xoay một vòng đã gặp lại nhau. Mẫn Hoa, ba đã trót mang ơn của họ. Vì vậy ba không thể nhìn con thờ ơ ghẻ lạnh với đấng sanh thành con à. Ba, tại sao ba lại phải mang ơn? Kẻ bán người mua sòng phẳng cả mà. Không có kẻ bán cũng không có người mua, mà đó là tình người. Tình người? Con không hiểu ý của ba. Vì cám cảnh gia đình của ba nên anh Hào mới đem con mà cho, với hy vọng người mẹ mất trí vì mất đứa con được hồi phục lại trí nhớ. Quả thật con như liều thuốc hồi sinh. Hơn nữa lúc đó em con đang bị bệnh nặng, ba trao cho anh Hào một ít tiền để cứu mạng em con. Vậy thì ba và anh Hào thỏa thuận trao đổi với nhau, đây là một điều nhân đạo. Nhân đạo? Nhân đạo mà đem con mình làm vật hy sinh để cứu người sao? Nhân đạo mà đem đứa con này để đổi lấy tiền để cứu chữa cho đứa con kia sao? Để rồi bây giờ nó phải lỡ khóc lỡ cười trước cảnh bẻ bàng như vậy sao? Bà đừng có biện hộ cho họ nữa, vô nghĩa lắm bà. Không vô nghĩa đâu con. Nếu không làm như vậy thì đâu giải quyết được cái cảnh bi đát của hai gia đình. Ba sẽ mất luôn người vợ, hạnh phúc gia đình sẽ tiêu tan, còn con sẽ mất đi người em. Và rồi cuộc đời của con 20 năm nay sẽ ra sao? Trong cảnh tình khốn khổ, con có được ấm êm hạnh phúc trong tình thương yêu và cuộc sống sang giàu? Còn má con phải cam tâm chấp nhận việc làm của ba con mà ruột thắt gan bao. Bao năm nay má con nuôi vọng được gặp lại con khờ cho thỏa giá chờ mong. Không ngờ đã gặp mà vẫn không được nhìn con, lại phải chấp nhận những lời của con nặng nề oán trách. Còn ba chỉ là một con người ích kỷ, không xứng đáng để cho con yêu kính tôn thờ. Ba, sao ba lại nói như vậy? 20 năm nay ba đã dưỡng nuôi và thương yêu một đứa con không phải là ruột thịt. Công đức đó, tình thương đó không lẽ không đáng nhận nơi con lòng tôn kính sao ba? Nhưng còn một sự thật mà con chưa biết về ba. Sự thật gì vậy ba? Ba đã nhận ra tông tích của anh Hào, nhưng ba chỉ muốn âm thầm giúp đỡ chứ không muốn cho con gặp lại tội nguồn lắm con. Nhưng mà con ơi, người tính cũng không qua trời tính. Con nghĩ đi, ba có ích kỷ bất nhân không? Vì vậy nên con mở lòng độ lượng, nhìn nhận tự thân cho ba được yên lòng. Má con đang hôn mê trong bệnh viện vì một vết thương cũ trong đầu gần 20 năm nay. Nếu như để xảy ra những điều đáng tiếc thì suốt cuộc đời này con sẽ đầy rất khôn nguôi. Má của tôi. Bác sĩ Hiếu nói phải chờ tỉnh lại mới tiến hành cuộc giải phẫu được. Nhưng mà còn tùy ở ý chí của bệnh nhân. Mẫn Hoa con, sự thật má con không phải là người mẹ nhẫn tâm như con đã nghĩ. Mà dù có thế nào chăng nữa thì đó cũng là người có công mang nặng đẻ đau. Con phải có bổn phận của một đứa con đáp đền chữ hiếu. Hiện giờ má con rất cần con, chỉ có con mới có thể làm cho má con bừng dậy niềm tin và lẽ sống. Nghe lời ba con. Ba con. Ba.
Ô kìa, Mẫn Hoa, em đến thăm bác gái hả? Không. Em đừng đi. Tôi không làm phiền anh đâu. Trốn tránh sự thật không phải là cách đâu em à. Tôi không có gì mà phải trốn tránh cả. Em có. Có trái tim máu đỏ, có tình quyết nhục thiêng liêng, và tình yêu của anh vẫn còn ở trong em kia mà. Đừng, anh đừng nói nữa. Mẫn Hoa ơi, nếu sự thật ở trong em là một trái tim băng giá lạnh lùng, thì em không có mặt nơi này, không tìm về bên mà tưởng chừng em bỏ cuộc. Tình mẹ vô bờ vô bên thiết tha, đừng tạo cảnh phong ba khi cây muốn dừng mà gió thì không lặng. Anh làm sao hiểu được nỗi lòng của một đứa con khờ, suốt 20 năm trời bị mẹ bỏ rơi. Mừng qua ơi, em hãy bình lặng tâm tư đi tìm hiểu cho ra tận cùng sâu thẳm. Tại vì sao ngày xưa mẹ với cha phải cam tâm bước ruột giao người? Ruột đứt lòng đau chôn chặt nụ cười. Anh biết em hận tuổi hận cha trách mẹ, nhưng hãy hiểu cho giọt nước mắt nào cũng phải chảy xuôi, thì cha mẹ nào lại chẳng thương con mà vì hoàn cảnh phải đành chia biệt. Nghĩ lại đi em, bao năm mẹ chờ đợi tiếng gọi thân yêu cho ấm lại thâm tình. Thâm tình là suối trong ngọt ngào, vì đâu nên nỗi kết nhân mảnh tình thiên nhiên. Lòng tôi giờ xót xa hoài, sao nỡ đoà đài thân tôi giữa trần ai. Nghiệt cay trời trớ trêu chi, tình thương trao về em mình. Đừng gánh tỉ vì hoài tâm cho nặng sâu mặc cảm, hãy nhìn lại đời em hơn hẳn bao người. Em hy sinh cứu mạng cho hoài tâm thì đúng với nghĩa làm chị, nên em hưởng được cảnh giàu sang. Còn hoài tâm chịu thiếu thốn bao năm, anh hiểu em bởi đôi mình từng gắn bó yêu thương, nên tâm trạng của em anh thấu rõ. Anh không thể đứng nhìn người yêu của anh lạc nẻo, anh vẫn là của em, đừng buộc tội cho hoài tâm. Tiếng nói chân thành từ đáy tim anh là thiết tha yêu em tròn kiếp. Những ngày chúng ta xa nhau là để thử thách cho vàng thao không lẫn lộn chân tình. Mẫn Hoa, anh dẹp bỏ sĩ diện của một thằng con trai để tỏ rõ trái tim với người anh yêu, và cũng để đưa em trở về với cội nguồn. Bác gái sau khi đưa vào bệnh viện đã gần 24 tiếng chưa tỉnh. Hôn mê này anh chưa biết sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. Anh Hiếu, anh Hiếu à, má em vẫn chưa tỉnh. Để anh đến thăm bác. Thôi, hai chị em thông cảm nhau đi.
hoài tâm. Chị à, em xin lỗi. Không ngờ chúng ta lại ở trong hoàn cảnh éo le. Phải, hoàn cảnh éo le đã đặt chị và em vào trong cảnh tình quá cay nghiệt. Tôi là một cánh chim buồn đã xa bầy, tách rồi tổ ấm thân thương, tình thắm bỏ rơi tình đời chơi vơi, xí chặt trong lòng cái dòng tuổi hận thê lương. Vì vậy cho nên ruột thịt đối mặt nhau mà nghe não nề cái đắng. Ông trời ơi, ông khiến xuôi chi cho chị hiểu lầm em mà hận cái câu thế thái nhân tình. Chị ơi, hãy hiểu cho em, đừng mãi nuôi trong giả sử bất bình. Em là hoài tâm, là em ruột của chị đây, vẫn trắng trong cái tâm hồn chân thật của em. Đến với cái nghề từ mẫu lương y là em mang tâm nguyện trong đời mong mỏi. Lúc nhỏ em ốm đau, nhà mình thì thiếu thốn, nếu không có chị hy sinh em đâu được sống còn. Vì vậy nên em tự nhủ với lòng, nhất định sẽ làm một người lương y chân chính. Em sẽ giúp đỡ cho người nghèo khổ ốm đau, cũng như bản thân em và gia đình mình lúc trước. Lời nói đó có đi đôi với việc làm không? Hay là vì hiểu ra giữa chúng mình có sợi dây huyết thống mà tâm chị? Chị hãy tin em, anh Hiếu vẫn là của chị. Tình yêu thuở ban đầu vẫn đậm đà và tồn tại ở trong anh. Đối với em, anh như một vị cứu tinh, vì lòng nhân đạo ở trong anh sẵn có. Chị đừng nghĩ lệch mà vấn đề trở nên phức tạp, mà lỡ vợ thân duyên đã dùng đắp bao ngày. Hiện giờ tôi đang rối loạn tâm tư vì cái quẩn khúc đời mình bị đưa ra ánh sáng. Tôi muốn được bình tâm để tìm chân lý, để chọn cho mình toàn vẹn một lối đi. Em xin nhận cái lỗi bấy lâu nay đã chống đối với chị, để cho cuộc diện bây giờ mình bỡ ngỡ với nhau. Và xin chị hãy nhận ở em tấm lòng biết ơn chị. Nếu như ngày đó ba không đem chị mà cho thì em đã chết rồi. Cái hy sinh của chị 20 năm nay đối với em cao quý lắm. Anh Hiếu nói não của má có vấn đề, má chịu nhiều áp lực nên đã biến chứng. Quan trọng dữ vậy sao? Má tỉnh chưa chị Tâm? Chị là... Chị Hoài An đó, em gặp rồi mà. Con Hoài An đi sao? Dạ, cậu hai với em Đức nói chuyện với chị nghe. Con vô với má. Cậu là... Là cậu hai của con đó. Nhớ năm xưa lúc cậu về cầu ngang thăm má của con,
Lúc đó thì con Tâm lên 3, còn con thì 5 tuổi. Con Tâm nó yếu đuối, bệnh hoạn khó khăn, mà cậu bồng nó lại chịu. Còn con khỏe mạnh vui chơi, mà thấy cậu bước vô nhà thì con sợ, con khóc. Chắc tại vậy nên khiến cho cái số của con không được gần cậu. Nên lần sau cậu về đem hết gia đình lên chung sống ở trên này. Gia đình thiếu con nên cuộc sống đâu thế gọi sung vầy. Mà còn với con 20 năm nó thường khóc với cậu. Nó nói không biết con tôi trôi nổi nơi đâu, có được sung sướng hay phải đói khổ gian nan. Rồi nó giấy Phật trời đêm ngày cho nó gặp lại. Dù có phải giảm kỹ bao nhiêu nó cũng chịu. Lòng mẹ thương con là vô bên vô bờ. Chị, em cũng xin lỗi chị chuyện hôm đó. Em bị họ gạt, dẫn em làm chuyện xấu xa. Giờ em xin chị thứ tha, cùng lo cho má một nhà yên vui. Tôi thừa hiểu, yên tâm đi. Con vô thăm má con chưa khỏe. Má con... Con có việc, con phải về trước. Vậy là sao? Cậu đừng có ép chị. Cho chỉ một thời gian để thích nghi với hoàn cảnh chứ. Chà, sao cái vụ giật gân đó tao thấy mày chững chạc à nha. Dạ, tại cũng nhờ anh Hiếu thôi. Nhưng mà má mày cần con Hoài An. Trong này có anh Hiếu với chị Tâm, chị An ở lại cũng đâu có giúp được gì. Ê, mày quên là có Kỳ Tích sao mày? Cậu coi phim riết á, rồi cậu nhiễm quá đi. Phải tin mới được chứ con. Thôi vô thăm má đi. Tỉnh lại đi má. Con gọi má nè. Má có nghe không má? Con xin lỗi má. Má, má ơi, bây giờ con muốn được nghe má gọi con bằng cái tên Hoài. Kể thời thơ ấu của cái thời nguyên tuy xa xưa, dòng máu trong con là máu tim của má, nỡ lòng nào con càng hiểu mới vô tâm. Để má âm thầm chịu đựng nỗi đau, tôi không muốn chết trong cảnh này. Ôi hỡi ông trời, ông hãy giúp con. Má, anh Hiếu, anh Hiếu ơi, bao giờ má em mới tỉnh hả anh? Anh khó trả lời. Sao vậy? Không thể giải phẫu được sao anh? Hội đồng còn đang theo dõi, bệnh nhân còn đang hôn mê em ạ. Vậy thì má em có cơ may hồi tỉnh không anh? Có thể có, mà cũng có thể không.
Trời ơi, vậy là em đã hại má của em rồi. Má, má ơi, tại vì con mà má lại ra nông nỗi này. Con khờ quá. Bệnh của má là do trời định mà phải chịu, chứ nào phải do con. Mà con đau đớn nhận vào mình, vợ trùng phùng má muốn gọi lại. Lời quán trách má vẫn cắn răng quất ức trong lòng, mang ức liềm đi. Má ơi tha cho con, em chưa bị thương bởi cảnh tình em chẳng rõ thông, chớ nào phải em vô tình. Phụ nghĩa sanh thành của mẹ đâu em, trong lúc càng suy là con người ai chẳng lầm sai. Bác sẽ cảm thông khi rõ được lòng rồi, bác sẽ vui. Làm sao má hiểu khi má hiện giờ hồn phách vật vờ trong cảnh hôn mê, nhớ lại những lúc lớn tiếng rầy quang, hành hạ mẹ mình cho thỏa lòng em. Bây giờ hiểu rõ mối dây thâm tình, em thẹn với mình và thẹn cùng anh. Em biết sửa sai, anh càng yêu em. Không uổng công anh chờ đợi bao ngày. Anh Hiếu, em cảm ơn cái chân tình của anh. Anh vẫn rộng mở để đón chờ em mà. Ông trời ơi, xin cho tôi sống. Tôi muốn được nhìn con tôi hạnh phúc. Má, má ơi, má sống với con nghe má. Con cần má lắm má ơi. Má nghe được mà. Má nghe được tiếng nói chân thành của con mà. Ông trời ơi, tôi còn bổn phận như con tôi, đừng bắt tôi xa chúng nó mà. Xin hãy giúp tôi còn ý sống mà. Anh Hiếu, anh Hiếu ơi, má, má em khóc anh Hiếu ơi. Vậy là bác đã cảm nhận được rồi đó, ý chí sinh tồn của bác rất cao. Em nên ở bên cạnh bác. Anh ra ngoài một chút nha. Má, má cảm nhận được rồi phải không má?
Má ơi, má tha thứ cho con, hay má còn giận? Mà sao nước mắt cứ trào tuôn? Má hãy trả lời, má trả lời cho con đi. Dù lời hờn trách là con tệ con ngư, không biết quý yêu chữ cù lao khó nhọc của mẹ hiền. An ơi, con than khóc lòng má đau nghiền, con là núng ruột má làm sao trách mắng cho đành. Má, con rời xa má suốt 20 năm, má đã bỏ rơi con để cho con phải vay mượn thăm tình. Má muốn ôm con cho thỏa lòng mẹ, nhưng trời ơi, tôi không sao làm được theo ý mình. Má, má ơi, má cố gắng lên đi má. Má ơi, mở mắt ra nhìn, con đang cận kề, con đợi má. Má ơi, đừng vội bỏ con đi. Má, má ơi, má tỉnh đi. Con nè, con là Hoài An nè má. Má ráng đi, má mở mắt má nhìn con đi má. Má ơi, má ơi, con biết lỗi rồi, má đừng giận con nữa nghe má. Má không giận con đâu, má mệt. Má, má ơi, má làm sao vậy? Má ơi, anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, Hoài Tâm ơi. Con nóng ruột quá ba à. Đừng lo lắng quá, bình tĩnh đi con. Đây nè anh Hào. Xin lỗi anh, vừa nghe Mẫn qua điện tôi lật đật đi mà quên cho anh hay. Còn anh? Con Tâm nó nhắn về nhà, thằng Đức chạy vô cho tôi hay. Tôi lên phòng định xin phép ông thì ông đi rồi, nên tôi chạy vô đây. Không biết cậu hai của nó có đi được không? Sao đi không được? Sợ ảnh mắc kẹt cái hàng phở bò phu thê của ảnh. Ai nói hàng phở phu thê quan trọng hơn em gái tôi? Không dám đâu. Y phục sao bằng thủ túc? Ý cậu nói á, quần áo không bằng tay chân phải không? Đúng vậy. Ý mà ông anh là ai vậy? Dạ là ba nuôi của cháu đó cậu. Vậy thì ông đã... là người tiếp tay với anh Hào làm tổn thương trái tim chị Thiện bao năm nay. Cậu có trách á thì trách luôn tôi nữa mới phải đó. Ê, tôi đâu dám. Còn phải mang ơn ông anh nuôi cháu tôi, nên nó mới có cuộc sống sung sướng đó chứ. Con xin lỗi, tại con mà má con mới ra nông nổi này. Con đừng có như vậy, không ai trách con đâu. Phải không anh Hào, cậu hai? Con nó không oán hận tôi là tôi mừng rồi. Ba, con xin lỗi ba. Ủa, Quai Đức đâu hả ba? Em đây nè. Cái thằng có gửi xe mà cũng lâu. Mày thấy ông này không? Dạ.
Dạ. Cháu xin lỗi bác. Lần đó là vì... Bác hiểu mà, làm người ai mà chẳng lầm sai. Nhưng mà biết sửa đổi á là quý rồi. Thôi, cho qua hết đi ha. Dạ, con cảm ơn bác. Chị Hai, má sao rồi chị? Má còn ở trỏng á. Sao cháu? Má em ra sao rồi hả anh Hiếu? Thưa bác, ca mổ đã thành công. Tôi nói mà, bác sĩ Hiếu giỏi lắm. Mọi người yên tâm rồi chưa? Chị Hai, ba, cậu. Dạ thưa bác, má con thoát hiểm rồi. Hoài Tâm, chị mừng quá. Tôi cảm ơn trời Phật. Cho tôi khen bác sĩ một câu nghe. Lương y như từ thiện, từ mẫu chứ cậu. Sửa lưng tao hoài mẹ. Thôi để con đưa má đến phòng. Bác sĩ đổ mồ hôi kìa con. Anh Hiếu, em cảm ơn anh đã cứu má em. Cũng nhờ có em, chứ nếu bác không tỉnh lại thì anh cũng bó tay thôi. Từ rày đừng có làm phiền bác sĩ Hiếu nữa biết chưa? Dạ biết. Em đưa anh về phòng nghỉ nha. Anh đâu phải là bệnh nhân. Em đến với má đi. Cảm ơn anh. Con đến phòng xem má con nghe ba. À, con đi đi. Hiếu à, mỗi người là một cuốn sách. Nếu mình biết đọc nó, Mẫn qua được hạnh phúc bên cháu, bác mới yên tâm. Cháu xin ghi nhận lời bác nói. Bác đưa cháu về phòng nha. Dạ. Chài trở về biển xa, gió thủy chung bên biển đẹp trong nắng mai. Lặng nghe tiếng biển ngàn năm xưa mãi, như tiếng mẹ âm thầm ru ngọt đời con.